Lên lại cái mẫu tâm này cho cái chị đẹp nhà em nha. Bảo lại giúp em nha cả nhà ơi. Em chào chị Lê Xuyến, em chào chị Mỹ Duyên. Đẹp quá đẹp luôn. Bộ em đang mặc là tôn nhung nha cả nhà ơi. Tôn nhung phó như thế này. Ở phía sau nó như thế này à. Em đang mặc là màu này là màu đỏ đô. 115.000 luôn, quần dài tay con. Tay là em có viền cho các chị như thế này nha. Quần dài đẹp lắm luôn á, mặc vô nó mát, cả nhà ơi, nó mát mà nó nhẹ. Mặc dễ thương. Đây nha cả nhà, ở phía trước nó vậy nha. Cái mẫu em đang mặc mà nó còn có như đó. Dạ. Cái này nó đi. Đó là cái mẫu sao. Quay lỡ. Cái mặt còn có như đó. Xài. Em chào cả nhà vào rồi cả nhà, cho em một cái chấm và một cái chào đi cả nhà ơi. Hàng đẹp quá chừng luôn, còn size mấy với size mấy? Đã có mình 6. 6 còn 2 bộ. 6 còn 2 bộ. 3. Còn này 4 5 hả? Chị Lý Chương ơi, ở bên em gọi điện nha. Em nhắc lại một lần nữa nha chị Lý Chương. Nãy giờ em nói ở trên live mà chị Lý Chương cứ nói ở trên đây hoài. Đơn hàng là mấy bạn nhà em gọi điện đọc màu lại cho chị cho nó chính xác nha. Đọc màu lại cho chính xác rồi chị muốn đổi cái gì thì nói mấy bạn nhà em đổi. Còn em đang ở trên live, em không có trực tiếp chốt đơn nha chị. Chứ dưới lại là chị từ đó nhắn tin. Mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn trực tiếp đi cho nó lẹ. Tại vì nhắn tin á, bây giờ chị rảnh thì mấy bạn nhà em không có rảnh. Lúc mấy bạn nhà em nhắn tin cho chị thì chị lại không có rảnh để chị trả lời. Chờ qua chờ lại nó mất thời gian lắm. Nghe cái cuộc điện thoại giùm em chừng 1 phút, 2 phút thôi, giải quyết cho xong cái đơn đó luôn. Với nó rõ ràng à, rồi mấy bạn nhà em đi đơn cho chị luôn, vậy cho nó dễ chứ. Rồi bộ này á, là em bán cho cả nhà mình là 115.000. Nhưng mà cái mẫu này á, là nó thành cái mẫu mà em lui lại gọi là hơi cũ một tí xíu rồi. Nên là hôm nay bán cho cả nhà mình giá là 105.000 một bộ. Ok ha cả nhà, em giảm cho mấy chị 10.000. Em còn được size 4 với size 5 là em còn nhiều. Với lại cái này nó là tay con vậy nè nha. Em bán cho mấy chị là 105.000. Em giảm cho các chị thêm 10.000 một bộ nữa. Bộ này á, là em xỉ vô là giá nó đã là 93-94.000 rồi đó. Nên là em bán cho mấy chị bình thường là giá 115.000. Bữa nay là 105.000 cả nhà nha. 105.000. Ok ha. Ok, chút xíu mấy bạn nhà em gọi chốt đơn để đừng có bị lộn của chị. Lỡ mà lộn một màu hai màu mất công của chị á. Nha, mất công chị thôi à. Dạ em cảm ơn chị Nguyên Hương rất là nhiều nha. Em đang mặc là tôn nhung nha chị Nguyễn Cương ơi. Bộ này hôm trước em bán cho mấy chị là 115.000, nó bằng với cái tay lỡ luôn đó. Nên là hôm nay em giảm cho cái chị là tại vì nó còn em về cái mẫu kia rồi. Nên là cái mẫu này em sẽ giảm cho mấy chị là còn 105.000. Cái chị đẹp nhà em mua đi, đẹp lắm nha. Mấy chị mà mua offline á là em vẫn còn bán giá 115.000 đó. Mấy chị mua online mấy chị được có giá 105.000. Cái chị đẹp nhà em mua đi. Không, em giữ đồ cho chị chứ. Hồi nãy em nói với chị vậy thôi, nhưng mà hàng là em vẫn còn giữ nha. Rồi em cảm ơn chị Nguyên Hương rất là nhiều. Rồi cả nhà lên mã này đi. Chị làm hôm bữa chưa chốt được cái tay lỡ mà mã nhí đỏ đó. Cái chị chốt tay này, tay này cái chị lớn tuổi, cái chị cái cô lớn tuổi mặc vẫn được
nha, giá chỉ có 105 thôi cả nhà. Mình mua mình mặc rất là mát luôn. Em mặc cái bộ này vô xong rồi á, mát mẻ. Chờ em tí xíu. Em lên cái size 4 với cái size 5 cho cả nhà nha. Tại vì size 2, size 3 với size 6 em còn được có vài bộ à. Em lên 4, 5 cho cả nhà chọn. Size 4 là 65kg, trở lại size 5 là 70kg. 105.000 cả nhà ơi. Rồi em lên cho cả nhà luôn nha, nó là ton nhung nha, cái chị ton nhung nha. Rồi size số 4 là em còn được màu xanh bơ nè. Đúng rồi chị Lê Liệp, cái đó là quần giỏ váy lỡ mà, với lại là hôm trước em cũng có nói với mấy chị rồi đó. Form em lên cho mấy chị là em có tư vấn rất là rõ luôn. Đó là cái chị đẹp nhà em á, là để ý giúp giùm em ha, từng mẫu. Tại vì mẫu lô trước có thể là nó sẽ khác cái lô sau, như vậy giả váy lỡ thì nó sẽ khác với cái giả váy dài của mình nha chị. Dạ em cảm ơn chị Hồng Thủy rất là nhiều, em cảm ơn cả nhà. Giả váy lỡ là ví dụ như chị nào mà cao mấy sáu mấy hay gì mấy sáu rồi là em có tư vấn cho mấy chị rồi đó, là mặt ngắn hơn em mặc. Áo khoác còn màu xanh không em? Chị Nhung Lê em còn, chị lấy màu xanh lá hay màu gì? Màu xanh là em có hai cái màu, ba cái màu xanh, một cái là xanh biển, hai là xanh lá, ba là nhí ngọc. Nhí ngọc là có ba cái màu xanh đó đó chị. Không có đùi chị Hương Trương ơi, không có đùi. Em có đồ dài không ạ? Đợt này em đồ dài ha. Có bà ba mới không? Cưng bà ba mới em chưa có về chị, áo cái alo áo lẻ từ hôm bữa đó tới nay đó, còn bà ba là em chưa về. Rồi size số 4 của bộ này 105.000, mẫu giống như mẫu em mặc quần dài nha cả nhà. Em 108 cho em mặc cỡ này nè, cả nhà nhìn giúp em nha. Em đang mặc là size số 2 đó, size 55kg, em 1m58 nè cả nhà nha. Đó, nó vừa chấm cái gót chân của em đó. Rồi, màu em đang mặc cả nhà lên giúp giùm em là màu đỏ đô. Xanh biển em còn chị, xanh biển là em có hai họa tiết. Một cái là mã số 11, một cái là mã số họa tiết. Có nghĩa là mã số 11 là nó có cái hoa hoa của cái họa tiết của Hà, của Luôn Luôn Vui Vẻ đó, nó có hoa hoa đó là mã số 11. Còn cái sọc không á thì nó là cái mã số họa tiết xanh biển. Đó, em có hai cái, chị lấy cái nào em lấy cho. Đây, đây là cái mã số 11 nè chị. Cái này là mã số 11 nè, đúng rồi chị. Rồi, cái này là họa tiết xanh biển nè, chị lấy cái nào. Mã số 11 là nó có cái chữ nè, chữ Luôn Luôn Vui Vẻ. Còn cái này nó như là của thằng WhatsApp vậy đó nha. Rồi, chị lấy cái nào em lấy cho. Mã số 11, cái này là họa tiết xanh biển. Dạ, chị lấy họa tiết xanh biển đúng không? Rồi, ok. Ok chị Nhung. Ok chị Nhung Lê nha. Ok chị Lý Trương nha. Dập ly là em bán cho mấy chị là hầu như không có lời luôn đó cả nhà. Hàng đẹp. Cái hàng này bán cho cái chị đẹp nhà em là coi như là bán giá tặng không đó. Rồi, bây giờ lên cái bộ này đi cả nhà ơi. Bộ ton nha, em đang mặc là mã đỏ đô.
Rồi size số 4 là em còn được màu xanh bơ cho cả nhà nè, rất đẹp luôn nha. Size số 4 là em còn được màu xanh bơ, size 65kg trở lại mặt dừa. Chị nào mà thích rộng rãi thoải mái tí xíu thì có thể là 62-63. Chị nào lớn tuổi thì 62-63 ha. Chị nào mà cao 1m56-57 trở lên thì là 65kg trở lại mặt dừa, chốt em màu xanh bơ. Rồi màu này màu hồng sen giúp em nè, 105.000 một bộ. Áo khoác 100.000 một áo, chị size 60kg trở lại mặt dừa. Cái dạng của nó là áo khoác lửng nha. Áo khoác cái chị mặc là nó vừa tới ngay chỗ cái form eo của mình á, cái chỗ mà cái đường cong mà đi xuống ngay chỗ cái mông tí xíu này mấy chị. Nên là mấy chị mặc nó sẽ thắt ngay chỗ này lại nên nhìn cái eo của mình nó sẽ nhỏ. Mình lừa vừa làm áo khoác đi nắng, vừa làm áo khoác mặc trong nhà vẫn ok, vừa làm áo khoác kiểu mặc hơi modern tí xíu đi chơi rồi đó, mình mặc là ok luôn ha, rất là đẹp. Màu đẹp đẹp không ạ? Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã hồng sen cả nhà. Chốt em mã hồng sen 105.000 một bộ con nhung giúp em. Rất đẹp luôn. Cái này là em đang lên cho cả nhà là size số 4 nè. Áo khoác 45kg mặc rộng không, hơi thoải mái tí xíu để chị Mimi mà không sao hết trơn á, tại cái form nó cũng nhỏ. Không có size 65kg, chị Mai Hương áo khoác em không có size 65kg, size 60kg trở lại à. Rồi hồng sen em còn được 2 bộ nha, còn ton là em đang lên cho cả nhà là size 65kg nè. Rồi màu này cả nhà chốt giúp giùm em là màu xanh min. Ờ nó mát cả nhà ơi. Chốt em xanh min nha, 105. Rồi lên giúp em màu xanh min 105, màu xanh min size số 4, em đang lên cho cả nhà là size 4 đó. Màu xanh min. Rồi màu này màu cam nè cả nhà, màu cam đất nè. Màu cam đất. Màu cam đất. Mẫu này em sẽ không có về lại nữa nên là cả nhà thích cái mẫu này thì cả nhà chốt. Mà cả nhà rất là mát nha. Rồi lên giúp mình em màu này là màu cam đất. Họa tiết của nó như thế này. Chốt em màu cam đất size số 4 nha cả nhà, 65kg trở lại. Rồi lên giúp giùm em là mã cam đất. Rồi màu đen. Chốt em màu này là màu đen. Đẹp quá. Màu đen giúp em nha, màu đen size 65kg, cao 1m56-57 trở lên, chị nào hơi thấp người 62-63kg trở lại mặc cho nó thoải mái. Ôi, đẹp quá đẹp luôn. Ton mà mua mà thấy cái form quần mà rộng là ok rồi đó, cả nhà mặc thoải mái. Rồi lên giúp giùm em màu đen nhé, màu đen. Giúp em đen. Rồi màu này cả nhà lên giúp em là hồng đất. Rồi lên giúp em hồng đất nha cả nhà, hồng đất. Chốt em hồng đất ạ. À. 105.000 một bộ chị, con nhung quần dài tay con giống như em đang mặc. 105.000. Đen 4 em chốt cho chị Quang Phan. Đen 4 cho chị Quang Phan. Rồi lên giúp em mã này là mã hồng đất cả nhà, hồng đất. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Bộ đồ này 65kg vừa không vừa chứ chị. Chị thích mặc rộng rãi, ví dụ chị lớn tuổi chị thích mặc rộng tí xíu hoặc chị hơi thấp người thì chị lên size 5 giúp em. Em đang lên size này là size 4. 65kg cao 1m55-56 trở lên. Còn chị lớn tuổi chị thích mặc rộng rãi hơn tí xíu thì lên size 5 bình thường thôi nha. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà, chốt em mã hồng đất. Cái mẫu này em còn size 4 với size 5 thì em còn nhiều, còn 2, 3, 6 là em còn được có vài bộ à. Xanh bơ với hồng đất. Size số 4 em chốt cho chị Hương Đinh. Đúng rồi, bữa nay em sale tới chị Ngát Vũ. Bữa nay em sale cho mấy chị 10.000 một bộ nữa đó, thêm 10.000 một bộ đó. Bán lại là lời có 3-4.000 gì đó chị. Tại cái này em sẽ vô là giá của nó chín mấy rồi nha. Mà size 6 em hết trơn rồi dạ. Size 6 em còn được có 2 bộ này, chị Ngát Vũ có lấy luôn không? Bộ màu vàng với bộ màu xanh bơ này chị. Size 6 còn đúng 2 bộ. Chị Hồng Hạnh lấy hai bộ hai màu 55kg. 55kg bộ này chị lấy size 2 hay là size 3 chị ơi? Chị muốn lấy size 2 hay size 3? Em đang mặc size số 2 đó. Chị cao bao nhiêu ạ? Đồ em mặc là quần dài. Quần dài nha chứ ơi, quần dài. Là em 1m58 là em mặc cái quần nó vừa phủ cái góc chân của em đó. Cái chị thấp hơn em thì cái chị mặc nó dài hơn tí xíu thì cái chị kéo cái quần cho nó cao lên. Ừ, bình thường em mặc là em kéo qua khỏi gúng rồi chị kéo cao hơn thì nó ngắn hơn thôi nha.
là cái chị mặc á, vừa dứt form của mình á, thì có thể là cái mông nó sẽ kéo cái quần của mình lên ngắn tí xíu nữa. Hôm này nó như vậy nè. Còn em là em kéo cái này là bình thường, em kéo là nó đã qua khỏi gúng rồi. Thì cái form quần của nó là vừa như vậy luôn nè. Đó. Mặc mát lắm, em đang mặc là đỏ đô nha. Đầu von hả? Đầu von là đầu gì ta? Đầu von 100 ngàn là đầu gì? Thun lưới hả chị chứ không phải von. Size 5 chờ em tí xíu chị. Có size 3 nha chị Linh Mỹ, có size 3. Bên em không có miễn ship chị Thúy Hồ ơi. Ship 20 ngàn trên đơn mấy chị. Đầu tháng 7 là em đã lên ship 25 ngàn rồi. Em hết bù ship cho các chị được rồi. Tại vì đồ em bán giá lời quá sát luôn rồi cả nhà. Bộ này em nhập sỉ cho mấy chị là đã 90 mấy ngàn rồi, 95 ngàn rồi. Em bán cho mấy chị là bình thường là 115, bây giờ em giảm xuống còn 105. Mấy chị mua bao nhiêu bộ em cũng không có miễn ship chân á. Bây giờ là không có miễn ship nha. Còn phí ship là em tính bình thường cho mấy chị trong từ đây đến cuối tháng 6 là vẫn còn giá 20 ngàn. Nhưng mà qua tháng 7 là sẽ lên 25 ngàn. Còn mấy chị mua bình thường bây giờ cái tiền ship trên thị trường trung bình nó là đã 30-35 ngàn rồi nha. Với lại là hàng em bán em không có lời nhiều nên mấy chị là chị nào mà muốn miễn ship á, thì qua shop em là không có được miễn ship đâu. Có nhiều chị nói mua mấy shop khác á, 3-4 bộ đều được miễn ship. Cái chị cứ qua bên shop với cái chị mua không sao hết nha. Còn em bán giá là em lời rất là sát rồi, hầu như là bán lời ít là cái thứ nhất. Cái thứ hai em bán giá vốn cho mấy chị cũng có khi là sale lỗ nên em không có miễn ship được. Đỏ đô size số 4 em chốt cho chị số 4, đỏ đô size 4 em hết rồi chứ. Còn bộ em mặc. Đó, em còn bộ em mặc ha. Nên là mấy chị mua hàng online á, bây giờ mấy chị coi cái giá xăng là nó đã 32 33 ngàn một lít rồi mấy chị. Nên mấy chị mua hàng online thì mấy chị hoan hỉ cái tiền phí ship đi, mấy chị đừng có trông vô là miễn ship. Miễn ship cũng vô cái tiền đồ người ta cũng trừ qua trừ lại cho mấy chị hà, hoặc lâu lâu người ta chi ông thôi nha. Lưới, thun lưới á chị Bích Thanh Lê, cái đó chị mua 100 ngàn bộ là thun lưới đó. Đó, như cái thun lưới đó em bán em xả lỗ cho mấy chị nguyên lô luôn. Lô đó em lỗ 5-6 triệu đó cả nhà. Đỏ đô xe số 4 không có nha chị Quang Phan ơi. Rồi, một bộ đỏ đô 50kg, bộ em đang mặc size số 2 quá. Rồi, đỏ đô em đang mặc cho chị Lan nè, chị Lan Nguyễn. Đỏ đô 48kg, còn bộ nào không chị? Còn có bộ em mặc hả? Em hết nha chị Viên Kiều ơi, bộ em đang mặc em chốt cho chị Lan Nguyễn nha. Chị Nguyễn Phước bơm hàng. Em thấy có một đơn đó là bơm hàng ở đây rồi chị Nguyễn Phước ơi, cọc cạc lại giúp giùm em ha. Em đang mặc là tam nhung cả nhà. Size 3, size 3. Size 3 chờ em tí xíu đi để em lên cho hết cái size 4 đi cả nhà. Em lên hết cái size 4 đi rồi em lên lại size 3 cho cả nhà. Cái mẫu này em chỉ còn được size 4 với size 5 là còn nhiều thôi, còn 2 với 3 với 6 là em còn được có vài bộ à. 58kg 1m56 chị Nguyễn Phúc. Em thấy có một đơn đặt hàng, đặt hàng tới gọi không có bắt máy nên là cọc lại giúp giùm em. Thì em bán với chị nào cọc xong thì nói với em, một là cọc tiền chuyển khoản, hai á là chị cọc cạc giùm em, cạc mobi. Áo khoác mới vừa like ở cái like trước đó chị Hồng Hải. Chị Lan Nguyễn chốt có bộ một hả chị Lan Nguyễn? Rồi lên giúp giùm em màu này, màu xanh riêu đi cả nhà. Màu xanh riêu nè, em có size 4, size 85kg nè, lên giúp em màu xanh riêu cả nhà ơi. Màu xanh riêu em còn được 2 bộ, size số 4, size 85kg, cao 1m55-56 trở lên. Cao 1m55-56 trở lên nè cả nhà, màu xanh riêu. Không, con mới em chưa có chứ ơi. Con mới em chưa có nha, rồi lên giúp giùm em màu này là màu tím cẩm à. Chốt em màu tím cẩm. Cái con mới nhất của em là con tay lỡ đó. Do là cái mẫu này em còn được có 2 size à, nên là em bán cho mấy chị luôn nha. Do mẫu tay lỡ nó về nên là cái này em mới sale thêm cho cái chị 10 ngàn đó. Nhưng bình thường là cái này vẫn là 115 nha cả nhà. Rồi chốt giúp giùm em màu tím cẩm size số 4, 60-65kg trở lại. Lên giúp em tím cẩm em còn được 1 bộ. Rồi size 3 nè cả nhà. Size 3 em dơ lên cho cả nhà chọn nha. Em khỏi bung ra nữa. Rồi size 3 là em còn được màu vàng cả nhà. Size 3 em còn được màu vàng, em còn được màu hồng đất, em còn được màu xanh riêu,
em còn được màu xanh min. Ủa, này hồng sen chứ. Đó, lên lại. Màu vàng. Màu hồng sen. Hồng sen là hoa nhí nè, rất đẹp. Màu xanh rêu. Màu xanh min. Rồi màu hồng đốc với màu cam. Rồi size 3 em còn được bao nhiêu họa tiết với chị Linh Mỹ? Rồi em rút rồi em lên size 5 cho cả nhà luôn nè. Size 6 là em còn được màu vàng với màu xanh bơ thôi. Tím cẩm size mấy chị Trọng Minh ơi, cho em cái size cái chị. Cho em cái size hoặc là cái số ký. Rồi size 2 là em còn được màu hồng đất. Em còn được màu xanh bơ, em còn được màu xanh min. Rồi em còn được màu vàng. Vừa tới qua khỏi cái rúng em tí xíu. Áo khoác đó không phải áo khoác dài. Chị nào thấp người thì mặc thành áo khoác dài, còn cao cao tí xíu là nó thành áo khoác lửng lửng nha cả nhà. Dạng mình mặc nó hơi màu đen tí xíu. Rồi màu em đang mặc là màu hồng đất cả nhà ơi. Màu hồng đất 105.000 một bộ giúp em nhé. Size số 4 em còn, chị Quang Phan muốn lấy màu gì? Số 6 vàng với xanh bên chốt cho chị Mina Bin. Ok, chị Mina Bin tím cẩm 65kg. Ok, tím cẩm 4. Bình thường chị Trọng Minh mặc bên em size 4 đúng không? Mặc size nào chốt size đó giúp em đi chế. Thôi em khỏi canh size, khỏi hỏi lại nữa. Bình thường mặc bên em mang size mấy vừa mình cứ chốt với Trang cái size đó giùm em, khỏi lên số ký nữa cả nhà. 105.000 một bộ cả nhà ơi. Chị Hồng Hạnh, hồng với xanh rêu size số 3. Chị lấy hồng sen hay là chị lấy hồng đất? Chị Hồng Hạnh ơi, chị lấy hồng sen hay là hồng đất? Em đang mặc là hồng đất, còn cái hoa nhí này là hồng sen nè. Chị lấy hồng nè. Đồ 70kg cao 1m55 trở lên. 70kg mà cao 1m55 trở lên thì mặc giúp giùm em là size số 5 nha chị. 1m55, 56 trở lên mặc giúp em size số 5. Đỏ em không có nha chị Quang Phan ơi. Hồi nãy em có báo với chị rồi đó. Là chị được đen nha. Đen với cẩm hả? Cẩm em hết rồi. Tím cẩm em chốt cho chị Trọng Minh là em hết rồi chị. Có một bộ một hoa, còn nếu không thì chị lên size 5 giùm em. Chị Trọng Minh bình thường là chị mặc size số 4 đúng không? Chị đẹp mặc size nào thì lên size đó giúp giùm em nha. Ok chị Trọng Minh, rồi vậy là tiếng cẩm em hết. Là chị Quang Phan mới được có một bộ đen hồi nãy thôi nha chị. Đỏ hồi nãy em báo với chị là không có. Cẩm là em chốt cho chị Trọng Minh là em hết. Còn size 5, chị muốn lấy size 5 thì em lấy size 5. Chị Nguyễn Thị Tiến, em hết màu đỏ đô, em còn màu vàng cho chị size số 2. Màu vàng, rồi size số 2 là em còn được màu hồng đất em đang mặc, màu xanh bơ với màu xanh min chị. Màu xanh bơ với màu xanh min. Rồi đỏ đô hết nè, vàng cho chị Tiến nè. 80kg em không có size chị. Xanh min với bộ hoa nhí size số 3. Xanh min với bộ hoa nhí size số 3. Rồi vậy là chị Linh Mỹ ơi, em sorry chị Linh Mỹ nha. Chị Hồng Hạnh chị chốt cái bộ này trước rồi. Cái bộ nhí này chị Hồng Hạnh chốt trước rồi. Chị lấy cái bộ nhí cam này giùm em được không? Còn cái bộ xe ra hết. Nhí cam đi chứ ơi, nhí cam đi chị Linh Mỹ. Bộ này đẹp nè, em chốt cho chị Linh Mỹ hai bộ này nha. Bộ màu xanh min với bộ màu cam. Cam lên với màu rêu rất là đẹp luôn. Rất là hợp. Rồi cho chị Linh Mỹ hai bộ này. 105.000 bộ nha các chị. Phan Thị Hồng Hải ơi, áo khoác chị không coi, chị lấy một cái áo khoác một cái màu rêu size số 2. Họa tiết rêu đúng không chị? Chị ơi em lấy cho chị cái họa tiết rêu này đúng không? 100.000 một cái nè, họa tiết rêu. Đúng không chị đẹp? Em còn cái này thôi, mở rêu còn cái này thôi, chốt cho chị Phan Thị Hồng Hải ha.
Rồi 105.000 một bộ cả nhà. Hồng sen là chị Linh Mỹ không có nha. Cách tân đen với đỏ đô cho chị Quang Phan. Hai bộ size số 4. Chị dí qua giùm em cái size số 4 còn đỏ đô. Rồi ok, đen với đỏ đô em còn chị Quang Phan. Em thấy rồi. Đen với đỏ đô em còn. Nằm dưới cùng á chị. Size to em hết rồi chị Thi Huyền ơi. Size 5 còn cô Huỳnh Minh Huệ. Rồi size số 5 em còn được mấy bộ này nè. Size số 5 đây đúng không chị? Rồi cả nhà. Ok nha. Em chốt cho chị Bích Ngọc nè. Đỏ đô với nhí hả? Đỏ đô với nhí là chị lấy nhí nào chứ ơi? Em chốt cho chị nha, chị Bích Ngọc một bộ đỏ đô trước nè. Đỏ đô size số 5 cho chị Bích Ngọc trước nha, 105.000 bộ. Còn cái nhí thì chút xíu chọn cho nhí giùm em. Rồi size số 5 nè cả nhà. Size số 5 còn màu đẹp lắm. 105.000 bộ nha. Thủy lệ cũng có bơm hàng luôn rồi. Cọc cạc giúp giùm em đi chị. Mấy chị mà bơm bây giờ là mua lần nào là em sẽ bắt cọc lần đó mấy chị nha. Đúng rồi, hôm bữa là mua 115. Bữa nay là còn được có size 4 với size 5 không, nên em sale cho mấy chị còn 105. Các chị đẹp nhà em mua đi. 50 cân là mặt size số 2 nha chị Thi Cúc Đào ơi. Còn nếu mà chị lớn u cỡ U60, U6 mấy trở lên thì có thể lên size 3 cũng được nha. Rồi size số 5 là em còn được màu da. Chị Bích Ngọc cái đỏ đô với nhí 5 là cái nào? Không biết chị, chốt cái bộ đỏ đô trước đi chị. Còn mã nhí em không biết nhí nào. Gạt cái nhí luôn. Rồi màu da giúp em nha cả nhà ơi. Chị Bích Ngọc mới được có bộ đỏ đô 5 thôi nha chị. Còn nhí là em không biết chị lấy nhí nào nha. Tại vì em không có lên mã nhí. Rồi lên giúp giùm em màu da cả nhà. Màu da. Rồi màu này lên giúp em màu hồng đốc nè. Màu đỏ đô nè. Màu tím cẩm nè. Màu vàng nè. Màu xanh lim nè. Màu xanh bơ nè. Màu hồng đất nè. Chừng nào chị Thủy Lệ cọc cạp cho em xong đi là em chốt nha chị ơi. Cọc cạp và chuyển khoản giùm em. Đồng ý thì em mới chốt. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu cam đất nha. Màu cam đất. Rồi chị Mười Ngọc lấy thêm bộ nào thì lấy giúp em. Size số 5 em giơ lại cho mấy chị nè. Em nói thật luôn là cái màu xanh riêu nhí này nè cả nhà, lên với cái màu cam rất đẹp nha, rất đẹp luôn. Còn nha chị ơi, còn nha chị Bích Thanh Lê mã số 34 thì em không còn, nhưng mà màu xanh ngọc quá thì em còn nha. Còn mã số 34 là bây giờ không nhớ là còn hay không, nhưng mà nhớ như là hết hay gì rồi. Rồi lên lại giúp giùm em bộ này 105.000 size số 5, 70 kg trở xuống. Chị nào 68, 69, 70 kg thì cao trên 1m55 giúp em. Chị nào lớn tuổi, U60 mấy trở lên thì nhớ nói với em nha. Để em biết em tư vấn sai cho các chị. Rồi màu này cả nhà lên. Rồi màu cam đốc em chốt cho chị Bích Ngọc. Cam đốc mình nó còn đúng không chị? Em lên lại màu cho mấy chị nha. Rồi đây là chị Bích Ngọc nè chị. Rồi màu này cả nhà lên giúp em cam đốc nè. Hồng đốc là màu em đang mặc nè. Áo khoác em lên ở cái like trước rồi đó chị Nguyễn Thanh. Chị Nguyễn Thanh có thể là vào tua lại coi giúp em nha. Rồi màu này màu xanh bơ, 1m50, 85kg mặt size số 5. Bộ này chị Nguyễn Nguyễn. Cọc cạc là sao thì đi ra mua cái cạc điện thoại chị. Cạc điện thoại Mobi. Rồi cào cái mã số qua. Cái mã số nào mà chị cào ra để chị nạp tiền đó thì chị nhắn chị gửi qua giùm em nhá. Gọi là cọc cạc. Cọc cạc mấy chị muốn trừ trên cái bill đó thì em trừ. Còn mấy chị muốn không trừ cái chị để đó lần sau mua khỏi cọc lại thì mấy chị để lại đó. Tiền mấy chị nó cũng còn nằm ở đó chứ không đâu. Chứ còn lần sau mà mấy chị trừ luôn cái bill này lần sau mua nữa thì cọc tiếp. Áo khoác 100.000 một áo chị Trọng Minh nha. Size 60kg trở lại, eo tầm khoảng 82, 83 trở lại. Hai màu đó chị nhận rồi, lấy mã khác nha. Chị Bích Thanh Lê, hai màu đó là sao em chưa hiểu. Không, em chưa có nhận cái gì hết trơn nha. Em dơ lên cái chị bình luận cái nào là em chốt cái đó các chị nhé. Em chốt cho chị Linh Mỹ hai bộ rồi đó chị. Có nghĩa là bộ hồng sen chị lấy là không có, em chốt qua cho chị cái màu cam đất á với cái màu gì xanh min á, hai màu nha. Lấy cho chị áo khoác nhí xám 45kg ok chị Nguyễn Hồng. Cọc 50 cộng 100 gì tùy chị, nói chung là 50 trở lên giúp em ha.
không, chị coi là áo khoác đi, chị coi là áo khoác đi rồi chị cọc ở quên chị đặt ở trên đây em chốt luôn, em dơ lên cho chị coi luôn. Chị chờ em tí xíu đi, chị mất chị muốn coi áo khoác thì em dơ là áo khoác, cho áo khoác em mới về đẹp lắm cả nhà. Áo khoác đó cả nhà đi nắng nha, áo khoác đó là cô tông chất vải dày dặn, cái chị đi nắng được, cái chị mặc trong nhà cũng được luôn, tại vì nó gọn lắm nha, nó gọn. Thứ ba là cái chị mặc theo kiểu thời trang á, đi chơi đi này kia đồ làm thời trang, mình đi ra mình đi du lịch thôi, đi đâu đó mấy chị mà mấy chị cởi áo ra cái chị sợ nắng rồi đó, mình mặc cái áo đó mình chụp hình nó cũng rất là modern và nó rất là đẹp luôn. Rồi size 5 nha, size 5 màu da, size số 5 này em có màu da, em có màu xanh bơ, em có màu hồng đất, màu nào cũng đẹp hết trơn á cả nhà ơi, có 105.000 em còn được có vài bộ nữa hả. Rồi mã này là mã cam, lên giúp em là xanh min, màu vàng, màu tím cẩm. Chị Nguyễn Cương, mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, chị nói trực tiếp với mấy bạn nốt lại, đừng nói với em không phải là đứa chốt đơn, em chỉ live stream cho mấy chị thôi nha. Còn ví dụ như cái chị đẹp nhà em muốn dồn đơn ngày nào gửi thì nói với mấy bạn chốt đơn để mấy bạn nốt lại, mấy bạn sẽ nhớ để mấy bạn gửi cho mấy chị, còn nói với em đâu có biết gì đâu. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ đô. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã hồng sen, em đang like cho các chị đang lên cái màu này là size số 5, size 65-70kg nha. Chị nào mà hơi thấp người thì 62-63kg chị mặc vẫn được, hoặc mình lớn tuổi, lớn tuổi như má em á là u bảy mấy rồi, cao 1m50-52 vậy đó, nặng 62-63kg là phải mặc size số 5 mặc mới vừa nha. Rồi tại vì người lớn tuổi là mình mặc nó phải thịt da của mình sổ, với má em hơi thấp người á nên phải lên size số 5, size số 4 mặc cũng vừa nhưng mà không chịu, thích mặc rộng rộng tí xíu. Bộ em đang mặc là 105.000, áo khoác không có size 6, chị Mina Bin ơi, áo khoác đợt này em về size nhỏ, size 60kg trở lại à. Nên em bán cho mấy chị có 100.000 đó, chứ ban đầu là giá 110. Nha, với lại là về cái form của nó hơi lửng, nó hơi trẻ trung đó, nói chung là cái form đó nó hơi trẻ trung tí xíu. Tầm khoảng dưới U60, U50 mấy đầu trở lại thì cái chị mặc được, còn U60 thì mặc cái đó nó không có hợp lắm, U50 mấy trở xuống thì cái chị mặc ok. Nên em bán cho mấy chị chỉ có 100.000 thôi, chứ ban đầu dự định là bán 110 à, nha. Chị Thủy Lệ, khi nào cọc cho em xong đi rồi em chốt nha. Size 5 đủ màu em chốt cho chị Nguyên Hương. Đỏ với xanh min size 5, đỏ đô size 5 cho, đỏ đô với xanh min size 5 cho cô Huỳnh Minh Huệ. Số 2 em còn, số 2 em còn được mấy bộ á. Chữ riêu, chữ riêu em hết rồi nha chị Nguyễn Hồng ơi, em chỉ còn họa tiết riêu thôi chị, chữ riêu em hết trơn rồi. Cái áo chữ riêu hồi sáng em mới xu một cái em mặc rồi mấy chị. Và em còn sẽ còn xu lại nhiều màu nữa. Rồi áo khoác nói chung luôn, em nhiều áo khoác lắm. Hồng sen là nền đen hay nền xanh đen nha chị Song Quỳnh. Đầu bộ lưới 100k màu xanh ngọc và mã 34 size 5 chị nhận hàng rồi. Bây giờ chị nhận hàng chị Bích Thanh Lê, nếu mà chị đã nhận hàng rồi thì chị lên coi like lại giùm em và chị chọn mã đồ đi chị nha. Chị chọn mã đồ đi chứ em không biết lấy cho chị làm mã đồ nào chị ưng nữa. Bộ em mặc là size số 2. Ok, size số 2 em còn được 3 màu này chị, size 55kg trở lại nè, cao 1m55 trở lên. Của chị Nguyên Hương là 9 bộ nha. Rồi của chị Nguyên Hương ơi, chị Nguyên Hương em lấy cho chị được 9 cái họa tiết nha, là 9 bộ. Cái lô này em có 12 bông nha, em hết 3 bông em lấy cho chị được 9 bông của chị Nguyên Hương nha. Bộ em mặc là size số 2, 105.000 nè cả nhà. Size số 2 em còn được màu hồng đất, còn được xanh bơ với xanh min, còn được 3 màu. Size số 3, size số 3 60kg trở lại, em còn được màu vàng, em còn được hồng đất, em còn được xanh min, em còn được hồng đất, rồi em còn được cam đất, rất đẹp luôn, size 3 cả nhà. Ủa cái bộ này còn hả? Bộ này hồi nãy em nhớ em chốt cho chị nào rồi đó, nếu mà không còn thì lấy cho chị Đinh Mỹ chị. Để em tưởng hết rồi. Dạ. Chị Đinh Mỹ nãy chị chốt hồng sen nè, nhưng mà hồng sen là chốt cho chị gì nói hết rồi đó. Chị gì chốt hai bộ. Chị bỏ sót bộ rồi đó. Chị Đinh Mỹ có
Chị Linh Mỹ là hồi nãy chị chốt bộ này nè, nhưng mà bộ này còn có một bộ một lần mà chốt cho chị nào rồi em mới chốt qua cho chị cái bộ cam đất á. Chị coi coi có chị nào chốt hồng đất như này nè, hai chị là có hai chị chốt xe ba á. Chị nào mà chị mới lấy có một bộ á, chị coi chị nào xe ba đọc cái tên lên đi là em nhớ rồi. Đó chị đó đó, chị hồng hạnh đúng rồi, màu xanh riêu với màu hồng sen, hồng với xanh riêu đúng rồi. Dạ, sen á chị. Dạ ok chị Quyên Hương nha. Dạ không có nha chị Song Quỳnh. Bộ em đang mặc em chốt cho chị Hoa Nguyễn, bộ hồng đất cho chị Hoa Nguyễn. Ok chị Hoa Nguyễn. Bộ em mặc cho chị Hoa Nguyễn. Em đang mặc là size 2, size cho cái chị 55kg trở lại đó. Rồi màu này cả nhà lên giúp em màu xanh bơ nè cả nhà. Quần dài tay con nha cả nhà ơi, 115 em sale cho cả nhà 105.000. Em còn chủ yếu là size số 4 và size số 5 cho cả nhà ha. Còn size 2, size 3 thì em còn có mấy bộ size 6 là em hết luôn rồi. Bông nào lên cũng đẹp hết cả nhà ơi. Mấy chị với mấy cô lớn lớn tuổi đừng có ngại mặc mấy cái này. Tao nhung là nó vậy nè. Nha, mình mặc mấy cái này lên nhìn mình trẻ thôi chứ đâu có gì đâu. Đồ mặc nhà mà đâu có ai lợi nó. Ủa sao bà ở nhà bà lè lẹt hay là bà mặc gì mà tươi chứ. Không có ai nói chứ mấy chị con nhung rất là dễ mặc. Mình mặc công nó tươi nhìn mình trẻ ra thôi chứ không có gì hết á. Mặc mấy cái này không có sợ. Thời trang bây giờ là nó không có phụ thuộc vào cái gọi là hình như ngày xưa là bắt buộc lớn tuổi phải mặc màu tối nữa chị. Mình thấy đẹp, mình thấy thích là mình mặc công đẹp là mình cứ mặc thôi. Rồi lên giúp em màu này là màu hồng, màu xanh bơ nha, màu xanh bơ 105.000. Em là 1m58 đó cả nhà nhìn cái form quần giúp em nha. Đồ ấy như em là 1m58 nè. Cái form quần em mặc là nó vừa khoảng tới cái mắt, tới cái gót chân của em đó. Quần là em kéo qua khỏi rúng hết nha. Cái chị mà hơi thấp hơn em tí xíu thì về sợ cái quần nó dài thì cái chị cứ kéo cao lên tí xíu. Sao ấy. Lên quần form áo là mặc thoải mái. Rồi chốt giúp giùm em màu này màu phân bơ nữa nè. Rồi qua mẫu ha, 105.000. Xanh min em chốt cho chị Hoa Nguyễn một bộ. Ở chị Hoa Nguyễn chốt xanh min hay xanh bơ? Em còn xanh min, em còn xanh bơ luôn đó. Lấy ba bộ luôn đi chị, hết luôn rồi đó. Mẫu này em không có về nữa. Mẫu này đẹp nè, xanh bơ cũng đẹp mà xanh min cũng đẹp. Hoa đẹp. Chị lấy xanh nào em lấy cho. Hay lấy hết ba bộ đi, còn ba bộ cuối cùng. Còn ba bộ cuối cùng. Nghe chị ơi. Màu sáng sáng hả? Em lấy cho chị một cái hoa nhí với một cái họa tiết được không? Hay là chị lấy họa tiết không? Cũng được đó, màu sáng sáng cho nhỏ. Vậy là một cái màu trắng được không? Được, màu hồng nhạt. Hồng nhạt ha, hồng nhạt với xanh ngọc. Rồi em lấy cho chị một cái hồng nhạt với một cái nhí xanh ngọc. Cái này là size 55kg là mặt đẹp đó chị. Size 60kg trở lại 55kg là mặt đẹp đó, nó riêng size. Dạ. 55kg là vừa size luôn đó. Vậy thôi con. Dạ rồi. 489 của Úc. Còn thun lưới chị Minh Thùy ơi, chờ em tí xíu em lên thun lưới cho. Số 5 màu đỏ đô. Ok. Chị Nguyễn Nguyễn lên giúp giùm em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chị Nguyễn Nguyễn. Xanh min chị có rồi hả? Đỏ, ở đỏ hết năm hả chị? Ủa nãy em nhớ còn 2-3 bộ mà. Chốt hết luôn hả? Rồi vậy là đỏ em hết size 5 luôn rồi chị. Ok chị Hoa Nguyễn. Em chốt cho chị xanh bơ, không có chốt xanh min. Hai bộ 60kg chị Bích Loan ơi. 60kg chị cao bao nhiêu chị Bích Loan? 60kg chị Bích Long cao bao nhiêu ạ? À? Với lại là chị lớn tuổi chưa?
để em biết em lấy cho chị size 3 hay size 4 nè, rồi em dơ bông mèo lên cho chị chọn cho nó dễ. Chị Nguyễn Thanh ơi, áo khoác size 60kg là chị cao bao nhiêu? Em 82, 83 trở lại là mặc ôm vừa đó chị. Áo khoác thì chị chờ em tí xíu thì cả nhà em lên màu lại cho cả nhà chọn. Em có tới 20 cái họa tiết rồi. Chị kêu em lấy, em không biết lấy họa tiết nào để mấy chị ưng ý á. Còn không mấy chị tua lại cái livestream em mới vừa tắt xong á, mấy chị coi lại giúp em đi. Rồi màu em đang mặc cả nhà chốt giúp giùm em màu xanh bơ nè cả nhà. Ok chị Mimi. Chị Đào Bích Loan, vậy là chị Đào Bích Loan mặc size 4 nha. Cho em số ký, cho em cái số điện thoại đi chị Đào Bích Loan ơi. Ok chị Mimi, em lấy cho chị ba cái áo khoác nhí hết. Ba cái áo khoác nhí, màu đẹp, vải đẹp nha cả nhà. Nó nằm đâu chị? Ở trong góc có gì? Rồi chị Mimi, ba cái. Rồi ba cái mà nó nặng nè, cả nhà chắc cỡ 1,5 kg. Ok. Nó khoác đẹp. Rồi chị Kim Mimi ba cái A3M. Rồi chị Đào Bích Loan, em lên lại cái size 4 cho chị chọn nha. Em đang mặc là màu xanh bơ nha cả nhà. Size số 4 nè. Số 4 là em còn được màu xanh riêu nè chị. Số 4 là em còn được màu xanh riêu. Em còn được màu hồng đất. Nói chung là cái con nhung này là cái nào cũng đẹp chân á mấy chị, họa tiết đẹp không à. Rồi em có màu hồng đất nha. Màu này cả nhà lên giúp giùm em. Chị nào thích hoa nhí thì lấy cái màu cam này. Yên tâm là nó không có nổi đâu mấy chị. Mấy cái hàng này cái chị mặc ở nhà là ok hết nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là màu cam. Rồi em có màu đen luôn. Màu đen nha chị, màu đen. Nên lỗi lộn xanh min, xanh bơ rồi em ơi. Là cuối cùng chị Hoa Nguyễn lấy xanh min hay là xanh bơ? Em đang mặc là màu xanh min nè. Hồi nãy chị chốt là xanh bơ đó. Rồi màu này lên giúp giùm em màu đen nha chị. Đẹp, màu đen nha. Lên cái viền màu đen nó sẽ là mã đen. Rồi màu mà xanh min giống như em đang mặc nè. Chị Đào Bích Loan coi giùm em rồi tự chọn nha chị. Em không có lấy giùm nha. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu hồng sen. Màu hồng sen chứ nè. Rồi màu này màu xanh bơ chị. Màu xanh bơ là giống màu nãy em mặc đó. Rồi bộ đồ xanh bơ của chị Hoa Nguyễn xải ra đi chị. Chị lấy bộ màu xanh min em đang mặc nè. Rồi ok chị Hoa Nguyễn nha. Lấy màu xanh min xải xanh bơ. Rồi chị nào chốt size số 5 nè. Size số 5 là em còn được màu xanh bơ nha chị. 105.000 một bộ, phí ship 20.000 cho một đơn con nhung giúp em quần dài. Màu này màu hồng đất. Màu xanh min. Màu vàng. Size 5 nha, em đang lên size 5 cho cả nhà đó. Rồi màu này màu tím cẩm. Màu tím cẩm. Rồi em hết nha các chị, em hết nha. Rồi qua mẫu nha cả nhà. Xin bơ 50 cân dừa, chị Thi Cúc Đào. 50kg là mặc size số 2 đó chị. Em còn có một bộ xanh bơ, chị có lấy thì em chốt cho. Có size lớn không? Size lớn là size bao nhiêu ký chị cuộc sống mới? Size lớn là size bao nhiêu ký lên cân nặng chiều cao giúp em đi rồi em báo size cho. Hồng sen bông nhỏ với xanh gì chị Đào Bích Loan? Lấy xanh gì chị? Em có xanh bơ, xanh min và xanh riêu, chị lấy xanh gì? Em lấy cho chị một bộ hồng sen size số 4 nè. Xanh là em có xanh riêu, xanh bơ, xanh min, chị lấy xanh nào? Chị Đào Bích Loan. Đào Bích Loan người này có số điện thoại. Rồi chị Nguyễn Nguyễn lấy hồng gì? Size 5 à, còn bộ màu hồng đất. Ok. Size 5 màu hồng đất em chốt cho chị Nguyễn Nguyễn. Mét
55 kg, đúng rồi đó chị, mặc size 5 đó chị. Rồi chị Nguyễn Nguyễn lên số điện thoại giúp giùm em luôn. Rồi bộ xanh bơ cuối cùng em chốt cho chị Thi Cúc Đào là em hết. Dạ, xe 2 chị. Cao 1m6 nặng 75 kg, là mặc size số 6. Mẫu này em mới vừa hết size số 6. Cái mẫu tay lỡ quần dài thì em còn size 6 cho chị, 115.000 bộ. Chị nhận bộ thun lưới rồi, ok lắm. Em cảm ơn chị Thúy Nguyễn. Xanh bơ với hồng đất. Size số 5 hả? Hồng đất em không có còn size... còn. Ok, xanh bơ với hồng đất size số 5 em chốt cho chị Ngô Thu. Rồi chị Nguyễn Nguyễn. Rồi chị Đào Bích Loan. Chị Đào Bích Loan là lấy xanh riêu. Rồi xanh bơ hồng đất nè chị. Rồi chị Nguyễn Nguyễn, em thấy số điện thoại của chị Nguyễn Nguyễn. Chị Nguyễn Nguyễn là hồng đất size số 5, là chị Nguyễn Nguyễn lấy một bộ thôi đúng không? Ton nha cả nhà, ton là chất vải không có co giãn thì mình sẽ mặc theo cái form rộng rãi không có co giãn đồ mặc nhà nha. Rồi chị Đào Bích Loan là màu riêu. Chị Đào Bích Loan là hồi nãy là màu nhí hồng với màu riêu đó chị. Chị Đào Bích Loan sao không có lưu được số điện thoại vậy ta? Đơn này chiều mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn luôn nha cả nhà. Đơn này chiều mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho các chị luôn nha. Rồi em lên cái mẫu 115 cho cả nhà nè. Mẫu này em mới về nhưng mà em cũng sắp hết rồi. Em còn được có hình như là size 3, còn được có một bộ thôi. Size 3 hôm qua chị nào dặn em bộ này luôn rồi nè. Như bộ xanh miên này chị khách nào dặn em luôn rồi, lấy luôn hay gì là hết size 3 luôn rồi nè. Rồi bây giờ là em sẽ lên cho cả nhà là cái mẫu này nha. Mẫu này em còn được size 2, size 4, size 5 và size 6 thôi nha cả nhà. 2, 4, 5, 6 thôi nha. Bộ 115.000. Hết size 3 luôn rồi. Còn bộ khách chốt luôn rồi chị, em quên lấy đó. Dạ. Chị hỏi em bộ màu xanh min đó, em báo chị còn mà em nhớ không nhớ chị nào. Để đi khách có nhắc thì bỏ vô. Rồi bộ này lên giúp giùm em là bộ beo nha cả nhà. Beo tím, bộ này là 115.000 giúp em. Em còn size 2, size 4, size 5 và size 6. 115.000, bộ này thì em không có sale cho cả nhà được nha. Này là giá 115.000, nó cũng là con nhung luôn giúp giùm em. Nói chung là hàng này em bán cho mấy chị là giá quá mềm luôn rồi đó. Mấy chị mua hàng hoài các chị biết không? Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ beo tím cả nhà, em đang mặc bộ này là size số 2. Tay lỡ ha, tay lỡ quần dài luôn. Chốt em mã beo tím. Em đang lên cho cả nhà, em đang mặc bộ này là size số 2, là size 55 kg, trở lại mặc vừa. Em là 1m58, 48 kg, em đang mặc bộ này size 2. Rồi em lên màu cho cả nhà luôn. Màu em đang mặc là mã beo tím. Rồi cái này em có beo vàng cho cả nhà luôn ạ. Chốt em bộ này là bộ beo vàng cả nhà. Beo tím size số 5 em hết rồi chứ ơi. Chị chờ xíu đi, em dơ sơ cái màu này qua rồi em dơ size 5 lên cho chị chọn. Rồi chốt giúp em bộ này nha. Bộ này thì 115 nha. Tay lỡ này là 115. Rồi chốt em bộ beo vàng. Beo tím nha em, hết size 5 rồi. Size 5 em còn được beo vàng. Rồi bộ này lên giúp giùm em là bộ cam. Ủa quên, bộ xanh bơ. Chốt em bộ xanh bơ cả nhà. Xanh bơ. Chốt em màu xanh bơ nha. Rất là đẹp luôn. Xanh bơ, cái này là tím Huế giúp em ạ. Chốt em mã tím Huế cả nhà. Tím Huế. Chốt em mã tím Huế. Huế mộng, Huế mơ. Rồi màu này lên giúp em là màu đen. Con nhung giúp em hết nha cả nhà. Lên giúp em mã đen cả nhà ơi. Đen. Chốt em đen ạ. Rồi màu này lên giúp em màu đỏ đô. Cái này cũng là đỏ đô. Giúp em luôn hai miếng là ton chị, ton nhung. Ton là không có co giãn nha. Chị nào biết hàng ton thì các chị hãy mua. Đây là size 75 kg nè. Beo tím 52 kg, em chốt cho chị Nguyễn Thị Tiến là bộ em đang mặc size 2. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ đỏ đô cả nhà. Bộ đỏ đô giúp em nha. Em đang cầm cái này là size 75 kg đó, size 6. Rồi beo da. Chốt em beo da. Chị Cuộc Sống Mới, chị lên giúp giùm em số điện thoại là cái thứ nhất. Em thấy số điện thoại của chị
Chị khoan, em lên size số 6, chị tự chọn giúp em nha, em không có chọn giùm. Rồi bộ này cả nhà lên giúp giùm em, mã này là mã beo da. Beo da này em chỉ còn size số 5 thôi cả nhà, size 5 với size 6. Đây, size 5 nè, 65-70kg, rất đẹp luôn. Rồi, em sẽ lên size số 5 cho các chị chọn. Rút em nhìn cái size 6 ra luôn đi chị. Đây là size 5. Beo da size số 5 em chốt cho chị Nguyễn Nguyễn. Ok chị Nguyễn Nguyễn. Beo da còn bộ size 5 cho chị Nguyễn Nguyễn luôn là em hết. Bộ beo tím em đang mặc. Rồi em chốt cho chị Tiến là em hết luôn. Bộ em đang mặc là mã beo tím chị, beo tím nha. Beo tím em còn được size 4. Size 4 với size 6. Beo tím em còn được size 4 với size 6 cả nhà. Rồi, size số 5 là em còn được màu bơ. Đỏ đô em không có size 48kg rồi chị Viên Kiều ơi. Đỏ đô em còn size 6 không à. Hai nhí em còn size bự không à chị. Rồi, bộ size số 5 là em còn được màu xanh bơ, em còn được màu xanh min. À, beo da đây nè chị, lại bộ beo da đây. Rồi, size 5 là em còn được beo da luôn. Size 5 là em còn được beo da luôn nha. Rồi, size 5 em còn được tím Huế. Bộ em đang mặc là bộ beo tím, chị Cuộc Sống Mới chốt thì lên giúp giùm em là beo tím. Đỏ đô em hết size số 4 rồi chị. Xanh bơ thì em còn. Em chốt cho chị Quang Phan được một bộ xanh bơ tay lỡ size số 4, 115.000. Đỏ đô em hết. Đỏ đô em chỉ còn duy nhất size 6 thôi. Rồi chị Cuộc Sống Mới lấy thì lên giúp giùm em là beo tím 6, 60kg eo 90. 60kg cho em chiều cao đi chị Phương Dương ơi. Cái này không có đo eo nha, cái này nó không phải là đồ thun nên là không có đo eo. Phơm là em may phơm rộng rãi mặc ở nhà cho mình. Beo tím 50kg em hết hàng chị Thu Quyên ơi. Còn có bộ em mặc em mới vừa chốt cho khách là em hết rồi. Ủa size 2 mình hết luôn hả chị? Size 2 còn hàng mẫu không hả? Em không nhớ chị Tiến ơi, cái nào em đọc tên mà em bấm bill cho chị á thì có đó chị. Bây giờ chị hỏi em mấy bộ em không có nhớ nha. Xuống dưới mấy bạn nhà em sẽ tổng kết lại cho chị là coi là làm bao nhiêu bộ hay là như thế nào đó thì mấy bạn sẽ đọc cho chị. Bộ em mặc nó là tôm nhung cả nhà. Bộ xong mới là chưa có bill đúng không? Lấy bộ đang mặc, nhưng bộ đang mặc mình hết rồi. Bộ chị có xe máy cho chị. Chị Cuộc Sống Mới lên giúp giùm em là beo tím size 6 nha chị ơi. Chứ chị đừng có chốt bộ em đang mặc, lỡ em có gửi lộn cho chị ha này kia đồ á, rồi em không biết đường em kiểm tra bill. Chị Viên Kiều. Chị Viên Kiều beo vàng. Beo vàng size số 2 hả? Viên Kiều phải size số 2 không, kèm cái size giúp em nha chứ ơi. Rồi chị Viên Kiều, em chốt cho chị một bộ beo vàng size số 2 là em hết beo vàng 2. Beo da 5 cho chị Ngô Thu một bộ là em hết beo da luôn. Trắng và vàng, vàng là chị lấy bông hoa vàng hay là họa tiết vàng. Chị Nga Yến ơi, áo khoác là chị lấy trắng với vàng là hoa vàng hay họa tiết vàng, lên giúp em nha. Beo tím 6 cho chị Cuộc Sống Mới. Chị Phương Dương cao 1m50 mà nặng 60kg. Chị lớn tuổi hơn chị. Chị u bao nhiêu rồi? Để em biết em canh size cho. Beo vàng size số 2 hết. Chị Thi Bé Lon ơi. Chị Lon Thị Bé Lon. Beo vàng 2 em hết rồi. Beo là em hết size 2 rồi đó cả nhà. Em đang mặc là beo, beo tím là hết luôn rồi ha. Em chốt cho khách luôn rồi. Bộ em mặc là tôm nhung 115.000 cả nhà. Quần dài tay lỡ giúp em rất là đẹp. Rồi em đang mặc bộ này là mã tím Huế. Cả nhà chốt em mã tím Huế nha, tím Huế. To là nó không có co giãn nha cả nhà. Bộ em mặc 47kg là mặc rộng rãi giống như em mặc vậy đó chị Mai Anh Phan. Ok chị Nguyễn Thanh. Một cái xanh lá với một cái xanh biển. Beo tím 60kg em hết. 115.000 bộ chị. 1m664kg. 1m664kg là mặt size 4 đúng rồi chị. 115.000 một bộ cả nhà. Ok chị Nga Yến là lấy họa tiết. Họa tiết vàng.
chị cuộc sống mới. Chị cuộc sống mới là em lấy cho chị là size số 6 nè. U50 hả? U50 vậy em lấy cho chị size 4 nha chị Phương Dương. Chị Phương Dương lên giúp giùm em số điện thoại, kèm theo giúp giùm em mã đồ. Chị Phương Dương là mặc size số 4. Bây giờ em sẽ lên cái họa tiết size số 6 trước cho chị cuộc sống mới chọn. Xong rồi em sẽ lên cái họa tiết size số 4 cho chị chọn. Còn hồi nãy giờ là em lên cho cả nhà mình là cái họa tiết size 5. Còn nếu như mà chị thích mặc thoải mái hơn tí xíu, chị sợ là chị mặc nó chọc hay gì thì chị có thể lấy lên size 5 tùy chị nha. Nhưng mà em tư vấn cho chị là size số 4 chị mặc vừa. Ok, chị Nguyễn Thanh em đã bấm bill cho chị rồi đó chị. Bấm bill cho chị rồi là có rồi đó. Rồi bây giờ em lên size 6 cho chị nè. Chị cuộc sống mới em đã chốt được cho chị một bộ beo tím rồi. Chị cuộc sống mới nha, em chốt cho chị được một bộ beo tím rồi đó. Rồi beo tím 65kg chị Sơn Thị Mỹ Lan, 65kg rồi size 4 em chốt cho chị Sơn Thị Mỹ Lan. Bộ beo tím là em hết beo tím 4 nè. Em hết rồi chị Mỹ Ngọ, Mỹ Huệ ơi. Yeah. Rồi size số 6 nha. Size số 6 là em còn được mã này là mã đỏ đô. Em còn được màu cam. Chị cuộc sống mới chọn giúp em nha. Ủa tím 4 là em chốt cho chị Mỹ Huệ trước chứ. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Ủa chị Mỹ Huệ lấy tím là tím Huế hả chị? Phải không? Ok, tím Huế size 4 cho chị Mỹ Huệ nè. Đeo tím mới là của chị Mỹ Lan, còn tím Huế là của chị Mỹ Huệ. Tím Huế 4 em chốt cho chị Quang Phan luôn. Rồi size 6 là em còn được mã đỏ đô, mã cam, đeo vàng chứ, ủa anh đeo da. Đeo da nha chị ơi, đeo da. Size 6 là em còn được đeo da. Rồi em còn được bộ này là xanh min, xanh bơ. Beo tím thì chị có rồi nè. Rồi màu này là màu đen nha chế. Màu đen là quá đẹp luôn. Màu đen. Rồi màu xanh bơ. Rồi em hết rồi đó. Size 6 là em còn được bao nhiêu họa tiết đó chị cuộc sống mới chọn giúp em nha. Màu đen là chị, màu xanh bơ, beo tím là chị có rồi, xanh min em còn được một bộ, eo da. Rồi mã đỏ em còn được 3 bộ nè, đỏ đô, hoa nhí. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu cam. Rồi em hết nha, size 6. 10 bộ size 6 chứ em sợ không đủ á. Chị cái bộ beo tím size số 6 của chị cuộc sống mới 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ, 6 bộ, 7 bộ. Của chị là tổng cộng em chọn được 8 bộ nha chị. 7 bộ chứ. Một màu tím rồi chị đưa của chị cho em. Rồi của chị cuộc sống mới là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bộ. Chị cuộc sống mới em lấy cho chị là đủ họa tiết rồi đó. Beo tím, đỏ đô, xanh, cái này là màu cam đất nha chị. Màu đen. Rồi màu này màu xanh min, màu xanh bơ, màu xanh min với màu da. Cam đỏ beo đạp. Ở bộ da đen là cái gì chứ ơi? Bây giờ em lấy đủ cho chị họa tiết rồi đó. Bây giờ là chị lấy không lấy cái gì? Không lấy bộ màu đen với cái bộ gì? Đeo da size số 4 em hết rồi. Đen size số 5 hả? Đen size số 5 em hết rồi chị. Size số 5 hết đen rồi, đen em còn 4 rồi. Không có đủ 10 bộ. Bây giờ em lấy cho chị đủ bông luôn là chỉ có 8 bộ thôi. Chị ok thôi, ok thì em chốt. Ok thì em chốt nha, em còn không có đủ 10 họa tiết. Còn đủ 8 họa tiết, lấy không? Lấy thì em chốt, còn không lấy thì em xả ra nha chị. Còn chị lấy 10 bộ thì chị lấy thêm bộ nào? Em lấy cho chị 8 bộ là đủ họa tiết rồi đó. Giờ chị lấy thêm 2 bộ cho đủ 10 thì chị lấy họa tiết nào thêm thì nó bị trùng lại đó.
Rồi ok, chốt 8 bộ nha. 8 bộ 8 họa tiết. Tại vì có mấy họa tiết em hết nên là không có đủ. Ok chị Cuộc Sống Mới, bên em gọi điện được bên em mới đi đơn nha chị Cuộc Sống Mới nha. Rồi em chốt nè cả nhà, em chốt tiếp nè. Bên em phí ship là 20.000 trên một đơn nha cả nhà, em không có miễn ship nha. Tại vì em bán giá này là giá rất mềm luôn rồi nên là em không có miễn ship được nha cả nhà. Ship 20.000 trên một đơn. Rồi em chốt tiếp nè. Rồi cho cả nhà. Màu đen là em hết size số 5 nha. Rồi size số 2. Beo da size số 4 là em hết luôn chị Mỹ Huệ. Bộ em đang mặc em chốt cho chị Mai Anh Phan. Bộ em mặc là tiếng Huế, em chốt cho chị Mai Anh Phan. Dạ. 7 bộ hả chị? À vậy là của chị được có 7 bộ à chị. Em quên, em nói là 8 bộ. Của chị Cuộc Sống Mới được 7 bộ nha. 7 bộ. 7 bộ chứ không phải 8 nha chị Cuộc Sống Mới nha. Bên em gọi điện chốt đơn trực tiếp nha chị. Đen 5 em hết à. Chị lựa hàng măng gồ cho em chưa? Chưa nha chị Nun Nang ơi. Em không có lựa hàng để em cho em chụp hình cho mấy chị coi đâu. Em không có thời gian á mấy chị thiệt cái nha. Nên là em chỉ chốt trực tiếp trên live stream thôi. Em ưu tiên chốt trực tiếp trên live. Beo vàng em hết size số 4. Rồi em lên size 4 cho cả nhà nè. Bông như thế này nè. Em không có thời gian để em bung ra từng bộ để em chụp cho mấy chị đâu. Còn để trong cái bọc chụp cho mấy chị á. Em nói thật luôn, em tư vấn 10 chị không có chị nào chốt được bộ nào hết trơn chị. Còn bung ra là không có thời gian để bung đâu cả nhà. Xe số 3 còn được 2 bộ cả nhà. Ở quên, xe số 3 em còn được bộ xanh bơ em đang mặc. Rồi xe số 4 nha. Nhiều khi có nhiều người nói sao bán hàng mà chảnh quá đó, hả? Có nhiều người chắc cũng có nói em á, chảnh quá kêu chụp hình không chịu chụp rồi vậy bán chi. Không có thời gian mấy chị ơi, biết bao nhiêu là mẫu luôn. Mỗi một mẫu nó mấy chục bông bung ra làm sao nổi mà bông bung nha. Với lại là thà cái chị chốt trực tiếp trên live, em mặc như thế này cái chị dễ chọn hơn. Còn chụp hình không có chốt được. Chụp hình lên nhìn đâu có thấy cái bông đâu. Bung ra nhìn cái bộ đồ nó xấu đau xấu đớn vậy đó. Mặc lên dễ lựa lắm. Rồi chốt giúp em size số 4 nha. Size số 4 em còn được màu đen nè. Em còn được màu xanh xanh min nè. Đó, em dơ lên vậy nhiều khi mấy chị còn khó chọn nữa đó. Dơ lên từng bộ mặc vô mấy chị mới chốt. Chị thấy màu màu xanh bơ em mặc lên không? Nhìn rất là đẹp luôn nha. Cái họa tiết nó khác với cái bộ màu xanh bơ nãy nha cả nhà. Tiết này họa tiết khác nè. Rồi màu em đang mặc cả nhà chốt em màu xanh bơ. Màu này màu cam nè cả nhà. Màu cam. Màu tím Huế. Đơn hàng chiều mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho các chị luôn. Đơn hàng gọi được em mới đi đơn, gọi không được là em không đi đơn nha cả nhà. Cả khách mới và khách cũ luôn. Với lại là các chị đẹp nhà em lưu ý giúp em là khi mấy bạn nhà em chốt đơn đọc lại đồ cho các chị. Các chị lưu ý giúp em có sai hay có gì nói với mấy bạn đổi liền giúp giùm em nha. Để thôi tới em gửi tới mấy chị lộn hàng mấy chị mất công mấy chị đi gửi lại. Rồi màu này lên giúp em màu xanh bơ. Rồi size số 4 còn có nhiêu đây hả chị? Xe số 4 còn có 4, 2, 4, 5 họa tiết rồi. Xanh bơ xe số 4 em chốt cho chị Sơn Thị Mỹ Lan. Em đang mặc là bon chị Con Nhung. Con Nhung là không có co giãn. Phơm mặc rộng rãi, phơm mình mặc ở nhà nha. Rồi em đang mặc là xanh bơ. Rồi màu này là màu tím Huế cả nhà. Màu này cả nhà chốt giúp em là màu cam. Cái bộ màu cam này cũng đẹp nữa nè. Rồi màu xanh min, màu đen. Màu đen để em coi bộ màu đen này size số mấy đây. Màu đen này em còn size 2 nè cả nhà. Đen này em còn được 2 với 4 nè. Màu đen em còn được size 2 với size 4 nè cả nhà ơi.
Em nghe chị. Cho mấy cao phát chân ngàn. Dạ. Rồi. Hồng là chị lấy hồng. Họa tiết hồng, họa tiết hồng là cái nào ta? Họa tiết hồng đó, để coi cái màu gì nữa. Em có hồng nhạt. Hồng nhạt họa tiết hồng là cái này đó không chị? Hồng là cái hồng. Đúng không? Cái họa tiết hồng là đó. Họa tiết hồng, caro hồng. Ok. Màu hồng là nó ba cái họa tiết phải không? Hồng là nó có tới ba cái họa tiết rồi mấy chị. Em có cái hồng nhạt nè, họa tiết hồng với cái caro hồng chị chọn đó. Là nó ba họa tiết. Hồng caro nè. Rồi hồng caro, ok. Rồi em lấy chị rồi đó. Với lại hồng gì nữa? À, chị chốt là họa tiết hồng với caro hồng, rồi em còn một cái hồng nhạt nữa. Cái hồng nhạt. Dạ. Caro hồng với màu gì? Họa tiết hồng. Họa tiết hồng là chị chốt rồi nè, em đọc nha. Họa tiết hồng, caro hồng, hồng nhạt. Caro hồng, họa tiết hồng gì đó. Rồi, rồi hai cái. Còn nhiều lắm, chị coi đi. Em có 20 cái họa tiết lận. Chị coi đi rồi chị chọn thêm cái nào nữa em lấy cho. Trời. Dạ. Nghe điện thoại nha, nãy giờ gọi quá. Ủa vậy hả? Trời nãy giờ em lên em nói không mà em đâu hay đâu. Dạ rồi. Cố lên. 3 3 4 cuối. 4 nha. Trời ơi, tôm là bao mát luôn chị Nguyễn Ân ơi. Mấy chị ơi, em bán lô, em bán tôm tính từ một tháng mấy trở lại đây là em bán gần cỡ 2.000 bộ rồi đó chứ. Nha. Chưa mặc tôm thì thử trải nghiệm một lần đi chị. Chưa mặc tôm thì thử trải nghiệm một lần đi chứ ơi. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu đen nha cả nhà. Tôm này mình mua, các chị mua ở ngoài ít nhất cũng phải là 145.000 một bộ. 145.000, em bán cho mấy chị 115.000. Hàng mới to luôn, hàng xưởng nhà em. Phơm quần thì cứ yên tâm ha, mặt rất là to luôn đó. Các chị mua tôm ở ngoài chợ, các chị sợ nhất là cái quần. Cái quần phơm, cái mông nhỏ xíu và cái áo thì nó bự, mà cái quần thì nó nhỏ. Về các chị giặt được chừng 3 lần, là mặc chừng 3 lần là bỏ luôn cái bộ đồ đó, mặc không được. Còn tôm thì nó bao mát luôn rồi chị. Nếu mà cái chị nào mà chưa có mặc tôm bao giờ muốn trải nghiệm thì mua về trải nghiệm tôm nha. Còn nếu như mà sợ thì thôi cái chị bỏ qua luôn. Để thôi về á, kiểm tra hàng rồi chơi giải xấu giải đẹp nữa. Tôm là từ xưa tới giờ người ta bán là từ cổ chí kim, là nó chỉ dày thôi nha mấy chế. Tôm nhung là mấy cô lớn tuổi, mấy cô trung niên hầu như là ai cũng biết nha. 80-90% các cô trung niên là biết đến tôm nhung. Đồ mặc nhà và tôm nhung là đa số con cháu mà mua cho ba mẹ mặc cũng mua tôm nhung thôi, mặc thoải mái. Chị lấy hàng mango đi chị. Không, em chưa có lên mà chị tự nhiên chị kêu em lấy hàng mango là hàng gì là sao? Mấy chị chịu khó, mấy chị coi like giùm em đi mấy chị. Like thì em like xây dòng mẫu ha, em like xây dòng mẫu cho mấy chị, chứ không phải có một mẫu là lên luôn lên hoài. Bộ em mặc, bộ em mặc hết size của chị rồi. Chị Man Phan, bộ này size 3. Bộ này chị mặc là giống như em vậy đó, chị chịu không? Giống như em mặc vậy nè. Chị mặc size 2. Em là 1m58, 48kg. Còn bộ size 2 đó. Còn bộ size 2 màu đen à chị Man Phan. Các chị thông cảm giúp giùm em đi. Ví dụ như là cái mẫu đó em đã like qua 2-3 like liên tiếp rồi thì em sẽ xây vòng qua cái mẫu khác đó chị. Chứ không thể nào mà em like lại cái mẫu đó hoài cho mấy chị được nha. Còn mấy chị muốn coi thì chịu khó theo dõi like giúp giùm em. Đen là em còn đen 2 với đen 4 nè. Đen màu size 2 chị mặc sẽ vừa hơn. Size 3 thì mặc nó sẽ hơi rộng nha chị. Xanh bơ size 3 cho chị Nguyễn Như. Chị Nguyễn Hòa là size số mấy ta? Mấy chị Nguyễn Hòa là mặc size số mấy cho ta? Cái mã Niếm Ngọc nữa nè.
Dạ rồi, ok. Của chị Nguyễn Hòa. Đỏ 4 em không có chị Nguyễn Hòa ơi. Chị Nguyễn Hòa mặc size 4 là em không có đỏ 4 nha. Dạ rồi, sao chị? Caro hồng với lại là mã họa tiết hồng. Em lấy cho chị bộ đen size số 2 nha chị Mai Anh Phan. Em lấy cho chị bộ em đang mặc mã đen nha. Xanh bơ là chị mặc rộng á. Size 4 là em còn được đen nè, cả nhà lên giúp em nha. Rồi em nghe chị đen, xanh min. Rồi đọc rồi, chị lấy màu rồi giùm coi. Hồi nãy là chị chốt caro hồng với lại họa tiết hồng rồi. Bây giờ em lấy cho chị một bộ nhí ngọc, cũng là một cái áo nhí ngọc. Khác chị, hai cái đó là họa tiết khác nhau hoàn toàn. Không, khác màu luôn. Khác màu luôn phải không? Dạ. Giờ chị là ba cái rồi phải không? Dạ. Đang gọi mở máy hết tiền. Giờ coi thôi sao gọi đi. Dạ. Rồi em chốt cho chị xanh ngọc đó. Rồi chị chốt cái nào chị ghi lại. Cái nào chị chốt, cái nào chị ghi lại đi. Rồi chút xíu em xuống lại em gọi lại cho. Rồi. Ghi cái mã đồ lại. Ghi cái mã đồ lại hoặc chị nhớ. Chị nhớ thôi rồi em gọi lại cho nha. Rồi rồi, dạ dạ. Ok chị Mai Anh Phan, em lấy cho chị Mai Anh Phan bộ đen em đang mặc nè. Còn vét cuối cùng. Rồi em hết size 2 luôn rồi đó cả nhà. Còn một vét cuối cùng. Hết size 2, hết size 3, em còn được size 4, size 5 với size 6. Cho em cân nặng chiều cao đi chị Nguyễn Ngân ơi. Bộ này size nhỏ nhất là mặc size số, bình thường chị mặc đồ bên em size số 1 thì cái này size nhỏ nhất là size số 2 thì chị mặc size số 2 nha. Đây màu cam size số 4 em đang mặc là size 65kg nha cả nhà. 60-65kg. Ví dụ như đồ bộ ở bên em đồ thun cái chị mặc size số 1 với size số 2 thì cái này nó không có size số 1 thì cái chị mặc size số 2 luôn. 1 với 2 mặc chung với size 2. Còn size 3 thì vẫn chốt size 3 bình thường. 4 thì vẫn chốt 4 nha. Form này em may đó là em đã chịu hao cho mấy chị theo cái form không có co giãn rồi nha, hoặc là cái form nó rút nhẹ hay gì đó là em cũng có chịu hao cho mấy chị hết rồi. Bông đỏ đen không có chị Phương Dương ơi. Size 4 nè chế. Size 4 coi giùm em đi, em dơ nãy giờ nè. Size 4 là em còn được màu cam, em đang mặc màu này màu xanh min, màu này là màu tím, màu này là màu đen, màu này là màu xanh bơ nha. Cô Mai Phạm ba bộ size số 6. Rồi cô Mai Phạm chọn giùm con luôn. Rồi mã này lên giúp em mặc à, lên giúp con mã đỏ đô nha cô. Size số 6 của cô nè, cô tự chọn giúp con nha. Mã đỏ đô. Cái này là beo tím, beo da, xanh bơ. Rồi màu cam. Rồi đó con hết rồi đó. Size 6 là có nhiêu đây? Size 6 là còn bao nhiêu họa tiết nè? Xanh bơ, beo da, beo tím, đỏ đô với là cam con đang mặc. 46kg là em hết, hết rồi chị. 46kg hết chân, size 2 rồi. Rồi cô Mai Phạm lấy bộ nào thì con lấy cho. Rồi size 5 cả nhà nha, size 5 nè. Size 5 là em còn được màu cam đốc. Em đang mặc màu tím Huế, cũng là màu xanh min, màu xanh bơ. Rồi với lại là beo vàng. Beo vàng nha cả nhà. Rồi đó hết rồi đó, size 5. Rồi này em chỉ còn 4, 5, 6 thôi cả nhà. Đỏ đô, xanh min với tím. Dạ. Đỏ đô, xanh min với beo tím. Đâu có xanh min hả? Không có xanh min mà là xanh bơ nha cô. Xanh bơ á chị. Rồi của cô Mai Phạm là ba bộ này nha. Của cô là màu xanh bơ nha cô. Màu đỏ đô, không có xanh min nha. Rồi, beo tím. Rồi, của cô ba bộ. Beo vàng không có, size 6. Cô đã size 6, con dơ lên cho cô. Còn có bao nhiêu đó là nó không có rồi. Beo da chứ không có beo vàng. Beo vàng là size số 5.
Cô có muốn lấy size số 5 thì con chốt size 5. Đưa lên từng màu cho mình chọn, có nghĩa là nó đã không có là nó sẽ không có đấy. Xanh min cũng không có luôn. Bây giờ cuối cùng là cô muốn chốt làm sao? Bây giờ size 6 con đã dơ lên cho cô là nó có bao nhiêu đó đó. Rồi size 5 nó có bao nhiêu đó đó. Rồi bây giờ cô lấy cái màu không có sao con chốt. Size số 3 hết trơn hàng rồi chị Phương Dương. Số 4 đen với hồng. Số 4 đen. Đâu có hồng đâu chế. Sao mới chế chốt cái màu gì mà nó ở trên trời không vậy trời. Cái màu ở đây không chốt. Tức á. Đã dơ lên cho chọn hết trơn rồi mà chốt gì là bậy không vậy mới chế. Chốt cái màu không có. Cái file đã em dơ lên, cố tình dơ lên từng size, từng màu cho mình chọn. Ừ nó còn vậy vậy đó, thì mình chốt ở trong cái đó thôi. Còn mình chốt ở ngoài đó làm gì, em có em chốt cho mấy chị. Rồi em nghe nè chị. Nếu như mà tính cái, nếu như mà tính màu là nó tầm khoảng 12, 13 màu á chị. Rồi, ok, chịu màu sáng đúng không? Rồi, đi đây, mang chồng nha con, khỏi dội lại nha. Dạ, dạ, rồi, rồi. Dạ, vậy thôi, hết con. Dạ, dạ, dạ. Để cái màu trắng nó đi. Không, con không chịu màu trắng, hồi nãy em có nói là con không chịu. Để cái màu vàng. Ok, bộ em mặc 63kg, bộ màu cam. Hết cam 4 luôn chứ ơi. Cô ơi là cô 3 mũi 4 mũi gì ở đây ai cũng chốt hết trơn rồi. Tại mấy cô cứ đòi cái màu theo ý của mình không, con dơ lên không có để ý á. Rồi con lấy cho cô 3 bộ màu của cô, con lấy cho cô hồi nãy nha, không có đổi nữa nha. Rồi size số 4 nè cả nhà ơi, em dơ lên cho cả nhà coi nè. Cả nhà chọn trong mấy cái màu nằm ở trong đây giùm em ha. Em còn có mấy màu này nè, em mới dơ lên từng size cho cả nhà chọn đó. Chứ còn mấy cái màu kia thì em dơ ra chứ em đâu có giấu lại làm gì. Màu em đang mặc là màu cam. Bộ em đang mặc cho chị Loan Phạm nè, bộ màu cam. Sáu mươi ba ký màu cam em chốt cho chị Loan Phạm. Rồi em mặc màu xanh min cho cả nhà coi nè. Size số 4 là em còn được màu xanh min, em còn được màu đen, em còn được màu đỏ, em còn được xanh bơ, rồi em còn được màu tím. Rồi đó, mỗi một màu là một bộ cả nhà. Mỗi một màu là một bộ, 115.000 một bộ. Rồi cả nhà chốt giúp cho em nha, Tom Nhung nha. Cả nhà chốt phải không có coi giãn nha, mặc rộng rãi thoải mái nha. Chị coi cái bộ xanh bơ size số 4 của chị Mỹ Huệ coi có giùm em chưa vậy. Xanh bơ size 4 chị Mỹ Huệ có chưa? Chưa đúng không? Rồi chưa có. Vậy em chốt cho chị Mỹ Huệ xanh bơ size số 4 nè. Em đang mặc là xanh min nha cả nhà. Bộ đang mặc nó là Tom Nhung nha cả nhà ơi. Tom Nhung đồ mặc nhà không có coi giãn nha. Rồi size số 4 là 65kg trở lại, cao 1m55 trở lên. Chị nào hơi thấp người thì tầm khoảng 62-63kg trở lại. Rồi em còn màu xanh min, màu tím huế, màu xanh bơ, màu đỏ đô với lại là màu đen. Rồi mỗi size còn được một bộ giúp giùm em quên, mỗi một màu còn được một bộ. Em còn được 5 bộ, 5 họa tiết đó. Xanh min em chốt cho chị Loan Phạm. Rồi chị Phương Dương, chị Phương Dương lên giúp giùm em số điện thoại. Chị Phương Dương lên giúp giùm em số điện thoại nha.
Em lấy cho chị một bộ màu đỏ với một bộ màu màu đen. Đỏ với đen, lên giúp giùm em số điện thoại là chị được hai bộ đó chị. Nè. Đỏ là hoa nhí nha. Đen với đỏ nhưng mà lên số điện thoại giùm em. Dạ. Rồi, xanh min. Rồi, size 4 em còn được hai bộ cả nhà. Xanh bơ với lại là tím Huế, xanh bơ với tím Huế giúp em. Sao chị Phương Dương 63kg cao bao nhiêu vậy chị? Nếu mà chị lớn tuổi có thể chị lên size số 5 giúp giùm em được ha. Hồi nãy là cổ có màu gì với màu gì rồi chị? Đây này, cái màu này nè. Em lấy cái màu vàng đi, màu vàng, vàng, vàng bên kia cũng được, màu vàng. Cái xanh biển nè, xanh biển một bộ. Anh biển áo thêm ba áo thôi đúng không? Ừ. Vàng kia cũng đẹp, như vàng sau lưng em á, giữ cái vàng kia lấy đẹp hơn. Nhưng này đúng không? Ừ, cái vàng nó đẹp hơn. Cái màu trắng đẹp quá, màu 4 triệu nè. Ừ, màu trắng đẹp. Cái mỏi không? Màu gì mà nhí hồng màu được không? Ăn cái nhí đi, ba cái họa tiết. Cái nhí hồng. Đó là cái hồng kia rồi, cái nhí hồng. Đây chị, là cô cổ tổng cộng 5 cái. Ok chị Phương Dương nha. Rồi em lên quần giả váy cho các chị nha. Em lên quần giả váy màu nha cả nhà. Giả váy màu lỡ rất là đẹp luôn. Giả váy màu lỡ khách nhà em nhận hàng khen quá trời khen luôn cả nhà. Màu lỡ 130.000 một bộ. Em có size cho cả nhà từ 45 đến 75, 77kg mặt vừa nha. Áo khoác 105k một cái, giao tận nhà có phí ship không chị em? Trả lời sao cho ngầu. Giao tận nhà có phí ship 20.000. Trả lời sao cho ngầu. Giao tận nhà mà có phí ship không chị em? Cái chết muốn sao? Cái chết chạy lên thì tôi shop em mới lấy đi. Chị nào muốn miễn ship giá shop em nha, cho địa chỉ. Mấy chế mua phải hàng rẻ mà hàng phải xịn, phải đẹp nha, rẻ đẹp, mặt đẹp mà còn phải giao tới nhà rồi miễn ship cho mấy chế nữa. Trả lời Trang vậy đi, để sếp em đi chị, để sếp em lấy đi, để không ship có tiền xăng đó. Ship có 20.000 à, qua đầu tháng 7 là em lên 25.000 rồi nha, em không có bù ship nổi nữa rồi mấy chế ơi. Ship bây giờ là 30-35.000 hết rồi, xăng nó cũng lên rồi đó mấy chị, xăng nó lên 32-33.000 lít rồi đó. Mua hàng online mấy chế đừng có mặc cả tiền phí ship cả nhà, phải như phí ship mà 40-50.000 á thì mấy chế còn ngán, còn phí ship 20-30.000 trở xuống là nó hợp lý dữ lắm rồi nha. Mình ngồi ở tại nhà mình đặt hàng ta giao tới chỗ, nắng mưa gì cũng người ta cũng phải đi giao hết trơn á. Còn mình mà đi mua đồ á, ví dụ mình đi chợ trời mưa cái mình không muốn đi rồi mình ở nhà rồi nó đi cũng tốn tiền xăng tiền công rồi này kia, nên mấy chị đẹp nhà em á nhớ giúp em nha, đừng có gọi là quá khắt khe cái tiền phí ship. Mình trả 20-30.000 là nó hợp lý lắm cả nhà.
đâu có chốt cho chị xanh biển gì đâu chị Phương Dương. Em đang chốt cho khách em là áo khoác mà chế, còn cái bộ đồ ton làm gì mà có xanh biển. Cái chế đừng có lộn qua mẫu này với mẫu kia nha mấy chị. Trời trời, em không có xà bát vậy đâu chế ơi. Em có xà bát đâu, đang bán hàng ton chốt cho chị rồi tự nhiên chốt qua xanh biển. Mà ton em làm gì có xanh biển để em chốt nha. Trời ơi, chốt ở trên live mấy chế nhìn kỹ giúp em đi. Em quăng cái áo khoác ra, em nói là màu xanh biển. Em lấy vô cái chế mà em đang điện thoại nè nha. Xanh biển đừng lấy cho chế. Trời đất ơi là trời. Em đâu có khùng dữ vậy mấy chị. Em không có chốt hàng tào lao đâu mấy chị, yên tâm nha. Xuống dưới nhân viên em gọi điện chốt đơn cho mấy chị. Đọc lại mẫu, đọc lại màu, đọc lại giá tiền. Cái chị chú ý nghe giùm em, có sai thì nói với bạn chỉnh liền giùm em ha. Em trên đây mà em có sai xuống dưới nó còn một khâu chốt đơn. Đó là cả nhà mình đó, là chốt đơn thì để ý giùm em. Có nhiều chị chốt ở trên không biết chốt được bao nhiêu bộ không biết, mà lúc bên em gọi điện chốt đơn hàng mấy chị không có nghe. Xong cái hàng gửi tới á, cái ủa sao chị chốt hai bộ mà gửi cho chị có một bộ vậy? Rồi sao em nhớ nổi? Đọc không có nghe, cứ thôi mà gửi đi, xong rồi tới chừng hàng tới cái không đúng một cái cho mấy chị la làng lên với em. Để cho mấy con bé nó nói. Gửi đi chứ, để đi chị tủ. Rồi bộ này nha, cả nhà ơi, bộ này là giỏ váy lõi giúp em rất là đẹp luôn, 130. Vải đẹp, phơm đẹp nha cả nhà. Em có size cho cả nhà từ 45 đến 77kg. Cả nhà mặc vừa chất vải lai dông, co giãn 4 chiều. Chị nào thích hàng co giãn thì lấy cái hàng thun này nè. Co giãn nhẹ mát nha cả nhà, 135.000. Nói mấy chị coi kỹ giúp giùm em đi. Chờ em dơ lại rất là kỹ cho mấy chị nha. Không có chốt tào lao đó, mấy chị chốt cái nào em đưa cái đó chứ em không có đưa bậy bạ đâu. Ê, bố xả bộ tiếp luôn. Rồi chốt giúp giùm em bộ này, mã này là mã hồng sen nha cả nhà. Màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu hồng sen. 130 chất vải co giãn mềm mịn thoải mái luôn. Bộ này khách nhà em hầu như là các chị nhận chưa có chị nào mà chê luôn, hầu như rất đẹp luôn nha cả nhà. Đẹp lắm. Rồi màu em đang mặc cả nhà lên giúp giùm em là màu hồng sen 130 cả nhà. 130. Quần giỏ váy giúp em nó không phải là quần ống rộng nha các chị, lên cái form rất là đẹp luôn. Chị mặc bộ này gọn đẹp. Rồi màu này lên giúp giùm em màu hồng rút cả nhà, hồng rút. Ok chị Hồng Tuấn nha, để em nói chiều mấy bạn gọi chốt đơn nha chị. Ok chị, rồi chốt em bộ này nha cả nhà. Màu đen à. Chốt em màu đen cả nhà ơi, màu đen. Gọi cho chị Tân rồi, bữa nay có hàng gì mới. Một bộ size mấy nha chị Hồng Vị Vũ ơi, màu xanh lý. Màu xanh lý là chị lấy bộ giỏ váy em đang mặc đúng không? Chị mặc size số mấy cho em cái size đi. Size này là size bình thường á. Bình thường mình mặc đồ bên em bà ba rồi size số mấy thì bộ này cái chị chốt size đó giúp em là được. Rồi lên giúp em màu này là màu xanh lý, cả nhà màu xanh lý. Chốt em màu xanh lý nha. Màu xanh lý. Đẹp quá đẹp luôn cả nhà ơi. Bộ này em bán bữa giờ em bán cũng sắp hết rồi, hầu như là mấy chị lấy 3 bộ, 5 bộ. Mấy chị coi like lại là có chị lấy 4 bộ mà hình như là 3 bộ là nhiều. Chị đa số mấy chị lấy 3 bộ. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh Cuban. Đẹp lắm. Màu xanh Cuban quần giả váy lõi giúp em nha, xanh Cuban, đẹp quá đẹp luôn. Màu xanh Cuban. Ok, một bộ size 1, màu xanh lý em chốt cho chị Hồng Việt Vũ. Rồi màu này cả nhà lên giúp em màu đỏ rượu. Chốt em màu đỏ rượu. Em nói em chụp mẫu mà em chưa kịp chụp mẫu nha mấy chị đó. Rồi lên giúp giùm em màu đỏ rượu nha các chị, màu đỏ rượu.
ba ngày nghỉ dưỡng của em mà. Ngày nghỉ dưỡng. Nghỉ rồi là buông hết. Rồi màu này lên giúp giùm em màu băng cục nha cả nhà, tím băng cục. Cái buông ở đây cái gì cho nó ôm cái nhà. Chốt em là tím băng cục à, tím băng cục. Rồi màu này lên giúp giùm em là hoa 10 giờ cả nhà, màu 10 giờ giúp em nha. 10 giờ. Lên giúp giùm em màu này là màu hoa 10 giờ cả nhà, hoa 10 giờ. Em đang mặc màu hồng sen cả nhà, chốt giúp em nha, màu hồng sen. Xanh lý size số 4 em chốt cho chị Sơn Thị Mỹ Lan. Màu này là cái màu của nó không phải màu tím măng cục đâu cả nhà, nó tươi hơn cái màu tím măng cục á. Mà tại vì em gọi măng cục cho các chị dễ chốt đơn hàng ha. Rồi lên giúp giùm em màu tím măng cục. Tím măng cục nó đậm hơn tí xíu nữa. Rồi chốt em bộ này cả nhà ơi, lên giúp giùm em màu tím măng cục. Em 30.000 một bộ. Cả nhà chốt giúp em. Bộ giả váy màu hồng rút 46kg, cao 1m50, eo 71 đúng không chị Nguyễn Ngân? Size 1 luôn nha chị đẹp. Em lấy là bình thường chị mặc bên em size 1 đúng không? Bộ này eo 72 trở lại, 72-73 trở lại là mình mặc size số 1 là vừa. Ok, em lấy cho chị một bộ hồng rút. Một bộ hồng rút size số 1. Rồi màu em đang mặc cả nhà lên giúp tìm em là màu tím măng cục. Đẹp quá. Kiểu em may rất là đơn giản cho các chị luôn nha mọi người, mà rất là dễ mặc. Dễ nè, to giãn, thoải mái, mềm, mịn nha. Rồi chốt giúp giùm em màu này là màu băng cục. Em đang mặc là size số 1. Em 1m58, 48kg, eo em là tầm khoảng 65 như cả nhà. Rồi em đang mặc size 1. Rồi chốt giúp giùm em màu này màu đỏ rượu. Chốt em màu đỏ rượu ạ. Rồi màu đỏ rượu cái gì đẹp. Đẹp quá. Màu đỏ rượu này đẹp thiệt. Chốt em màu đỏ rượu nha các chị đẹp nha em, đỏ rượu. Đỏ rượu kèm size giúp em rất là đẹp luôn. Rồi màu này lên giúp em màu xanh Coban. Cả nhà, màu xanh Coban rất là đẹp luôn cả nhà. Xanh Coban giúp em ạ. Rồi màu 10 giờ. Nha cả nhà. Chốt em màu 10 giờ. Chị Phan đẹp một bộ hoa 10 giờ với một bộ đen.
rồi, hoa 10 giờ em đang mặc luôn. Cho chị khoan đẹp là hết hoa 10 giờ 1. Rồi màu này cả nhà chốt em màu xanh lý cả nhà. Chốt em màu này màu xanh lý. Chốt em màu xanh lý ạ. Màu xanh lý này đẹp quá. Màu xanh lý này lên sang thiệt luôn. Đơn của chị Hồng Tuấn bên em gom đơn, em đơn em đi luôn nha bác thị. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh lý. Hai áo khoác một mã lạ với một mã xanh đen. Chị Thúy Vy cho em hết màu xanh đen rồi chị. Một bộ xanh lý size số 1 em chốt cho chị Hồng Việt Vũ. Em chốt cho chị được một bộ mã lạ size số 1 nha. Ủa anh một cái áo khoác nha. Mã lạ, cái này là họa tiết lạ đúng không? Còn mã lạ là nó có cái hoa. Giường mã lạ nó có cái hoa nhỏ. Rồi, em chốt cho chị một cái áo khoác mã lạ nha. Màu xanh đen em hết hàng rồi chị. Rồi, màu hồng rút. 10 giờ còn xe 1 không? Hết em, nói gì hết. Một bộ xanh lý xe số 2 em chốt cho chị Phan Điệp. Ok chị Hồng Tuấn, có gì chat tin nhắn qua Messenger giúp giùm em nha mấy bạn chụp deal gửi nha chị. Hồng rút lên rất là đẹp chị ơi, mà hồng rút lên đẹp lắm. Xanh đen là không có rồi đó chị, xanh đen chắc chắn là không có khách xả rồi đó, tại cái đó em có mấy trái à. Mà còn là khách gọi là khách quen bên em chốt còn mà nên là xả là chắc là không có rồi đó. Nên là chị có coi thì chị chọn màu khác giúp em nha. Xanh đen là em thấy không có ai xả rồi đó. Áo khoác 100.000 một áo chị. Rồi lên giúp em màu rút nè chị, màu hồng rút rất đẹp chứ ơi, hồng rút lên đẹp lắm. Giải rất là mềm mịn luôn nha. Em chốt cho ai vậy? Bộ này em có size 75kg nha chị Tuyết Nhung ơi. Em có size 75kg. Đẹp lắm luôn, cái bộ hồng rút này rất đẹp. Chị nào chốt rồi yên tâm nha. Rút 4. Coi phía trong đó. Rồi chốt em màu đen. Màu đen cả nhà ơi, màu đen. Hồng rút 4 cho chị Chi Dương. Rồi hết hồng rút 4 luôn. Chị Chi Dương một bộ. Chị Chi Dương là bộ hồng rút cuối cùng. Rồi chốt em bộ này cả nhà. Màu này màu đen, đẹp quá. Chốt em mã đen à. Chị Phương Dương. Chị Phương Dương là size số 5 đúng không? Hay là size 4? Nhưng mà hồng rút size 4 là em hết rồi nha chị. Còn bộ cuối cùng em chốt cho chị Chi Dương là em hết rồi. Nguyễn Tuyết, đen 3 cho chị Victoria Lê, đen 3 cho chị Úc Châu. Chị Phương Dương ơi, cái eo của chị đo chính xác không vậy chị? Eo là đo trên cái gúng, trên cái gúng dưới cái chân ngực nha, chỗ cái eo nhỏ nhỏ này nè, chỗ cái đường cong nhỏ nhỏ này là cái eo giúp em, còn từ cái gúng trở xuống đó là cái bụng.
nên là đo kỹ giúp em nha. Nếu mà chị chín eo của chị 90, chị đo eo 90, chị có lớn tuổi không? Lớn tuổi thì lên size 5 giùm em. Đó là mình đo kỹ chính xác giúp em. Còn nếu mà không còn mơ hồ về cái eo thì đừng có cho vòng eo nha cả nhà. Ví dụ như ở lớn tuổi chị thích rộng rãi, chị tròn người, bụng chị to bự dữ lắm hay sao đó thì em biết em lên size cho mấy chị. Rồi chốt giúp giùm em màu đen nha cả nhà. Rồi em hết màu nha. Em có tổng cộng cho mình là 7 màu hay 8 màu gì đó các chị. Màu nào cũng đẹp hết. 130.000 một cột. Rồi cả nhà chốt giúp giùm em nha. Màu em có màu đen, màu hồng rút, màu hồng sen, màu đỏ rượu, màu cobalt, màu xanh lý, màu 10 giờ. Rồi xanh cobalt với đen xanh số 4 em chốt cho chị Trương Dương. Size 4 eo 90 bình thường bên em mà đồ bộ mà eo 90 là em chốt size 5 nha, em chốt size số 5. Còn không chị muốn chốt size 4 thì chị lấy thử một bộ về chị mặc giúp giùm em coi vừa không vừa thì mai mốt em lấy cho chị size 4. Nhưng mà size 4 là em nhắc lại là em hết màu hồng rút nên chị không có nha. Nghe thấy chị. Chị bao nhiêu tuổi rồi, lớn tuổi chưa, U bao nhiêu rồi? Nếu mà U70 trên U70 thì lên size 5 giúp giùm em. Còn không thì mặc size 4. Rồi em lên áo khoác cho cả nhà mình nha. Áo khoác em lên lại cho cả nhà mình nè. 100.000 một áo. Cái dạng của nó là áo khoác này là áo khoác lỏ nha, áo khoác lủng lỉnh tí xíu nha cả nhà, nó không phải là áo khoác dài nha. Xanh cobalt xanh số 2 em chốt cho chị Phương Nguyễn. Màu xanh em có nhiều màu xanh lắm chết. Bây giờ lên nè, bây giờ lên lên áo khoác cho cả nhà mình. Xanh cobalt xanh này. Thích mặt rộng thì cũng là size số 4 thôi chị nha. Còn nếu mà chị thích mặt rộng hơn nữa thì em lấy cho chị size 5. Đó, giờ size chị chọn đi nha. Bây giờ size là em tư vấn cho chị rồi đó. Chị chọn giúp giùm em đi. Chị 60kg mà chị cao 1m50 là chị mặc size số 4 ở bên em. Là chị mặc rộng rãi thoải mái, vừa thoải mái rồi đó. Còn chị thích mặt rộng hơn nữa, chị muốn lấy lên size 5 thì em chốt cho chị size 5. Rồi em lên cho cả nhà mình nha. Giờ này chụp máu này yêu. Dạ. Giờ này chụp máu này đó. Mà chị xíu đi chị. Em chụp máu nổi rồi, nó ngán rồi. Đó, bữa ngày sáng ngày mai đi em khỏe khỏe em chị. Bữa nay là em đuối. Bữa nay là con nhỏ đuối rồi. Ok, em lên áo khoác cho cả nhà nha. Áo khoác là chốt cô tông. À, size 60kg trở lại thôi nha cả nhà. Eo tầm khoảng 82, 83 trở lại thôi nha. Xanh lý size số 3 em chốt cho chị Út Châu. Size 5 đúng không? Rồi, ok chị Phương Dương. Em chốt cho chị Phương Dương size số 5. Size số 5 là bộ hồng rút, size số 5 cho chị Phương Dương. Chị khác hả chị? Chị Út Châu một bộ xanh lý size số 3. Ok, chị đẹp. Rồi bây giờ em lên áo khoác cho cả nhà nè. Em lên cái màu xanh biển trước nha. Mã số này lên giúp giùm em là họa tiết xanh biển. Áo khoác rất là dày dặn, chất cô tông nha cả nhà. Hàng 4 túi giúp em size 60kg. Hai cái túi ở ngoài nó sẽ có dây kéo, hai cái túi trong thì nó không có dây kéo. 100.000 một áo. Áo khoác này em bán là bao giá mềm cho cả nhà mình luôn. Rồi, lên giúp em cái này là họa tiết xanh biển giúp em. Họa tiết xanh biển. Cái này là nó bo như nè, rồi nó có cái ấy tay vậy nè, các chị có thể là nó mình khỏi cần bao tay cũng ok ha. Dạ, nó mét lên tới vậy đó. Áo khoác này là mới ra lò luôn nha cả nhà. Ví dụ như về mà các chị kéo cái dây kéo nó có hơi khó tí xíu á, cái chị coi lại coi nó có bị vướng chỉ ở chỗ nào không, cái chị cắt, cái chị hơi giúp giùm em nha. Hơi giúp giùm em nè, nó có mấy cái phần chỉ thừa nè, hoặc là nó may hơi meo một tí xíu ra như chỗ thế này nè, chứ dây kéo lại bảo đảm với mấy chị là không có bị hư nha.
Tại hồi nãy giờ em kéo có mấy cái nó hơi rít á, nó hơi rít rồi nó bị cấn, chỗ này là do nó kéo sát lên quá á nha. Rồi. Cái dây kéo này là mới không mà không có bị hư, cả nhà cứ yên tâm, do là nó may rất là sát. Nên là chị kéo thì cái chị kéo từ từ thôi, đừng có kéo nhanh quá. Nè như cái này nè, nó hơi rít nè các chị thấy không? Lò nó bị vướng chỉ đó, hồi nãy giờ em cắt ra cho mấy chị, em bấm chỉ ra cho mấy chị hai ba áo rồi. Rồi cái form của nó sẽ như thế này nè nha cả nhà ơi. Cái này cái chị mặc đó là cái chị làm áo áo chống nắng, cái chị mặc ở trong nhà cũng ok, mà cái chị mặc thành cái áo giống như là hơi modern tí xíu. Rồi nó dướng gì rồi nó bị kẹt vô nữa. Nó không có hư đâu nha cả nhà ơi. Cả nhà kéo kỹ kỹ chậm chậm tí xíu giúp em, nếu mà hơi nó hơi rít tí xíu á nè. Nha. Chứ hư là nó không có hư. Đó, chị kéo như thế này giúp em. Rồi, chốt em cái mã này là mã xanh biển giúp em nha. Đó, nó rít vậy nè. Để không lâu lâu nó sẽ bị một cái. Chốt em mã này là mã xanh biển. Phương, chị Phương Dương, em hết màu hồng ruốc size số 4 rồi, vậy là của chị không có nha, em xả ra. Chốt hàng mình biết cái size của mình giùm em nha chị. Để gửi tới rồi mất công. Em xả cái bộ hồng ruốc size 5 của chị ra nha, chị không có bộ hồng ruốc nha. Dây kéo kim loại nó rất hả chị? À, em cũng nghĩ là vậy đó. Đấy, chị kéo từ từ thôi nha cả nhà, kéo từ từ thôi. Ở trong đây nó có cái dây kéo nhựa cũng có nha, nhựa cũng có. Rồi cái chị kéo, chỉ có em thấy cái áo màu xanh biển này nè thì kéo nó hơi rít, do là cái nó bằng kim loại nó vậy đó. Chị nói đúng rồi đó chị, em thấy cái kim loại kéo nó hơi rít hơn. Rồi, em đang mặc màu này là mã xanh biển nha. Rồi em có một cái họa tiết này nữa, nó là mã số 11. Chốt là em bao xịn cho cả nhà luôn, cái này là họa tiết mới đó, họa tiết này cái chị áo này mà cái chị mua ở trong shop chắc nó cũng tầm khoảng 160, 170, 190 đó cả nha. Chắc quả đẹp nha. Rồi cái họa tiết này là nó khác, nó có cái hình này nè, luôn luôn vui vẻ họa tiết này, còn cái này nó là khác nha. Rồi mã số này em cầm là mã số 11, em đang mặc là mã số xanh biển. Chốt em xanh biển nha. Ây chàng gì đó cả nhà. Rồi em có cái này là họa tiết riêu nè, như cái họa tiết riêu này là cái chị kéo thoải mái nè nha. Đó, kéo rất là mướt. Rồi lên giúp giùm em cái này là họa tiết riêu nha cả nhà. Em lên loại áo khoác cho cả nhà 100.000 à cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn. 60kg nha, 60kg trở lại là cái chị mặc ok. Dạ rồi, em cảm ơn chị Hoàng Hôm Tím đã chia sẻ, đã chia sẻ kinh nghiệm. Rồi chốt giúp em cái này nha cả nhà. Lên giúp giùm em cái này là họa tiết riêu. Rồi em có cái xanh biển nữa nha chị. Ủa anh ở cái này là xanh lá giúp em nha. À, nãy chị này đẹp nào, xin coi mấy cái màu xanh nè. Màu nào cũng đẹp hết trơn á. Mấy cái này cái chị mặc trẻ lắm. Mặc modern nữa để dành đi chơi đi này kia đó cả nhà. Nha, rất là đẹp luôn. 60kg, eo tầm khoảng 80 trở lại, cái chị mặc là nó ôm vô cái eo của mình nhỏ xíu luôn. Eo 82, 80, 82, 60kg. Tương đương với những chị mặc size 3 ở bên em, rất đẹp luôn. Rồi mã này lên giúp em ở dí ngọc. Rồi em có mấy cái màu xanh đó chị, em có mấy cái màu xanh cho chị đó. Alo dạ dự nghe ạ. Rồi chốt em cái này. Rồi nói đi chị. Chị thấy ở trên quay lên đó là cái bộ đồ mà tay cánh tim chị. Bây giờ chị có Zalo của em rồi, chị chụp hình chị gửi qua giúp giùm em nha. Rồi xuống like em kiểm tra cho mình chứ chị diễn tả em không biết bộ nào hết chứ. Chụp hình gửi qua giùm em nha. Rồi rồi chốt giúp em bộ này nha cả nhà. Cái bộ nhí ngọc này đẹp lắm luôn nè. Ủa quên cái áo, nó hơi bị liệu. Mã nhí ngọc giúp em nha. Rồi cái vải này mấy chị. Rồi vô nó mịn đó. Cô Tông giúp em nha. Nhí ngọc, nhí ngọc. Ok, nhí xanh cũng được cho chị Diễm Trinh. Dễ thương lắm. Dễ ơi, dễ thương lắm. Giải đẹp nữa. Rồi em hết màu xanh rồi đó. Màu xanh là em có bao nhiêu màu đó ha. Bây giờ em sẽ lên cho các chị cái màu trắng. Màu trắng này để dành đi chơi cả nhà ơi.
nhìn đi chơi ha, rất là đẹp luôn. Màu trắng em còn được có 3 áo à. Nhà thích màu trắng ở nhà lên giúp em màu trắng nha. Ok, chừa lại một cái giấy xám. Một xanh lá em chốt cho chị Tiết Bi. Ok, một xanh lá cho chị Tiết Bi. Dí ngọc là cho chị đẹp, xanh lá cho chị Tiết Bi nè. Màu trắng em chốt cho chị Tiết Bi một áo luôn. Ok, chị đẹp. Cái màu trắng này các chị để dành cho chị đi chơi nha. Quá đẹp luôn. Chơi là ok luôn, chụp hình bao đẹp luôn nha cả nhà. Bao đẹp, bao trẻ luôn. Rồi chốt em mã này là mã trắng nha cả nhà, mã trắng nha. Rồi lên giúp giùm em mã trắng nha cả nhà, mã trắng 100.000 một áo chị, cho cô Tâm đẹp. Áo chống nắng, áo mặc làm thời trang, làm kiểu làm gì cũng được cho nha. Rồi lên giúp giùm em mã trắng. Chốt em mã trắng nha cả nhà. Alo dạ Diệu nghe. Dạ Diệu nghe hả? Alo, em ơi em kiểm tra đơn hàng của chị Diệu chị đi. Tên gì chị? Lộc Thị á. Sao lâu quá chị thấy đơn hàng của chị. Dạ rồi, để em kiểm tra nha chị. Dạ dạ dạ. Là bé Thị Phong dồn ta. Đang gửi giờ, em thấy đi. Rồi mã này lên giúp giùm em là nhí xám cả nhà. Chốt em mã nhí xám nha các chị, nhí xám. Đẹp quá, xuất sắc luôn. Em có 3 cái nhí, nhí xám, nhí ngọc và nhí hồng. Riêng về cái chóp vải của cái nhí xám này là các chị đẹp nhà em yên tâm, rất đẹp luôn. Đẹp lắm. Chị kéo cái dây nó lên tới cao luôn nè. Đi cái cổ rất là mát nha cả nhà. Và cả nhà thích mà chùm lên á, chùm lên đi mà quên khẩu trang hay gì đó, chùm lên nha, cũng rất là mát. Chú em mã nhí xám em mặc là còn rộng nha. 100.000 một áo, rất là đẹp. Vàng. Vàng là em có 2 cái luôn. Cái này là hoa, cái này nó có cái hoa thì các chị lên giúp em hoa vàng, còn cái này là họa tiết vàng. Đây là cái nhí hồng nè cả nhà. Nhí hồng rất là đẹp luôn ha, nhí hồng. Áo khoác cái giày nè cả nhà. Cô Tông mịn ha. Đi nắng là bao thích luôn. Màu gạch cua, màu gạch cua này đẹp quá. Màu gạch cua chứ không phải màu đỏ nha các chị, màu gạch cua. Nó giống như màu đỏ cam vậy đó cả nhà. Nó giống như màu đỏ cam vậy đó, rất là đẹp. Chị lấy họa tiết vàng hay là hoa vàng chị Tiết Bi ơi. Cái màu này nó giống như màu đỏ cam vậy đó, nhưng mà em lên nó gạch cua chị. Gạch cua, thèm cua. Em cua lên màu gạch cua. Rồi lên giúp giùm em. Đẹp quá trời đẹp luôn cái áo. Lên giúp em màu gạch cua. Chị Tiết Bi lấy hoa vàng hay là họa tiết vàng chị? Rồi mã số này là mã số 11 cả nhà. Ủa cái màu xanh nãy là mã số 12 chứ. Này mấy mã số 11 nè. Em đang mặc màu gạch cua.
Rồi nó có cái họa tiết hoa hoa vậy nè, nó là màu mã số 11 giúp em nha. Hai cái họa tiết nó khác nhau. Chị lấy cái đỏ cam màu gạch cua đúng không? Lên thì lên giúp em màu gạch cua. Còn cái mã số này là cái mã số 11 nè chị, mã số 11 nè. Cái màu nè. Rồi chị tiếp bi lấy cái nào lên giúp em đi. Hai cái màu này giống nhau, nó giống như màu đỏ cam vậy đó. Cho em cân nặng chiều cao chị Hạnh Hạnh. Chị Hạnh Hạnh cho em cân nặng chiều cao. Ok. Không, chị lên đây nó màu nó đỏ lên vậy mà em nói là đỏ cam mà chạy đất ơi chạy. Nó ở ngoài chị muốn đỏ là đỏ, còn chị muốn đỏ cam thì nó là đỏ cam. Lên trên hình thì nó xem vậy đó. Chị muốn chốt đỏ cũng được mà em thấy nó là màu đỏ cam thì em kêu nó là đỏ cam đó. Chị ưng thì em chốt nha. Còn nó là màu đỏ cũng được cho chị. Tại vì là nó xem hai cái màu vậy đó. Em kêu bằng màu gạch cua. Màu gạch tôm nó đẹp hơn hả chị? Áo khoác họa tiết vàng em chốt cho chị Nguyễn Ân. Ok, mã đỏ cho chị Thiết Vi nha, chị Thiết Vi ơi. Ok nha chị đẹp. Lên màu cho ấn tượng chứ. Ok, cho chị Thiết Vi mã đỏ số 11 nha. Mấy chị thích màu đỏ hả mấy chị? Màu đỏ hả? Màu đỏ này đẹp nè. Đỏ cam cam. Dẻ. Áo khoác họa tiết vàng. Ok. Dạ. Ủa quên. Ok chị đẹp nha. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Chị cao 1m6 có ngắn không? Em 1m58 đó chị. Thì cái áo khoác này cơ bản đó là áo khoác ngắn nó trên mà nó đâu phải dài đâu. Chị chịu không? Chịu thì em chốt. Em nghe chị, em nghe nè. Tại cái mã chị tiêu gì ai đổi lại đó, nhớ để từ cái đó nha. Không, đâu có ai đổi đâu. Chị lấy luôn đó, chị không có đổi. Hết trơn rồi đó chị, không có còn cái nào hết trơn á. Em chỉ còn họa tiết riêu thôi. Chị ơi, cái áo khoác này á, bạn mẫu nhà em 1m7 là bạn mặc còn ok đó nha. Còn chị không có chịu dài, chị chịu dài á thì em không có chốt cho chị được rồi. Sao chị? Cái gì đó. Rồi chữ riêu còn á thì em chốt cho nha. Dạ 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 dạ, không có hứa nha, còn em mới lấy cho chị được nha. Dạ rồi dạ. Không, chị lấy luôn rồi, chị nói là chị không có xả, chị chỉ đổi cái màu gì sang màu hồng thôi á chị, còn kia là lấy hết. Dạ 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 dạ. Ok chị Tiết Bi nha. Bộ này chị mặc đi, cái eo của chị nó lên, nó ôm vô nhỏ xíu luôn, đẹp lắm. Áo khoác này là người ta, cái chị thấy người ta may thun ra người ta bán nó cũng là cả trăm ngàn cái rồi. Mấy chục ngàn, cả trăm ngàn mà thun nó mỏng, chị đâu có đi nắng được đâu. Chị mặc ở trong nhà làm kiểu với cho mày nghĩ nó mát thôi. Dạ, còn cái này là cái chị vừa đi nắng, vừa mặc thời trang nha. Vừa đi nắng, vừa mặc thời trang, vừa có thể mặc ở trong nhà vẫn rất là đẹp. Bộ ton nhung em đã mới vừa lên xong rồi, chị Trần Thấm ơi, em sẽ không có lên lại nữa ha. Bây giờ là em lên áo khoác cho các chị. Ton em mới vừa lên xong rồi chị. Rồi cái màu này nó đẹp đó cả nhà. Màu này đẹp lắm. Rồi em có cái này là màu hồng nhạt nè. Cao 1m6, nặng 72kg, chị Hạnh Hạnh. Màu gạch cua em chốt cho chị Nguyễn Tiết. Chị Hạnh Hạnh ơi, chị Hạnh Hạnh cho em có vòng eo được không? Hoặc là chị có mua bên em lần nào chưa, chị mặc size số 5 hay size số 6. Vừa em lấy, nói đi em lấy cho chị. Cái form đó là form bình thường đó. Size số 5 là eo tầm, nếu mà chị 72kg mà eo chị tầm khoảng 92, 93 trở lại thì em lấy cho chị size 5 đây. Rồi em đang mặc cái này là cả nhà lên giúp em họa tiết hồng cả nhà. Họa tiết hồng rất đẹp. Đây em 1m58 là em mặc cái cỡ này ha.
em mặc là nó còn rộng thoải mái so với em đó, cái chị mặc ôm vô là cái eo cái chị còn nhỏ nữa nè, nó ấy ra chỗ này là cái chị mặc nó sẽ ôm cái eo của mình vô nha. Rồi chốt giúp em màu này là màu họa tiết hồng, lên giúp em mã họa tiết hồng. Rồi cái này cả nhà lên giúp em là hồng nhạt nha, cái áo này là hồng nhạt nè, 60kg trở lại, eo tầm khoảng 82, 83 trở lại thì các chị mặc ok. Rồi chốt giúp dùm em mã này nha cả nhà. Áo này các chị mặc ôm nó sẽ đẹp á, tại vì cái form của nó lửng lửng vậy là các chị mặc ôm nó sẽ đẹp. Lên giúp em màu này là màu hồng nhạt, đẹp đó. Em đang mặc là họa tiết hồng. Rồi cái này cả nhà lên giúp giùm em. Lên giúp em bộ này là bộ caro hồng. Caro hồng, bộ caro hồng, áo caro hồng đẹp quá đẹp luôn. Caro hồng cả nhà nha, caro hồng đẹp quá. Màu này đẹp lắm luôn. Caro hồng, chốt em mã caro hồng. Rồi cái này cả nhà lên giúp giùm em là họa tiết lạ. Rồi chốt em bộ áo này, lên giúp giùm em mã này là mã caro, mã họa tiết lạ. Họa tiết lạ giúp em nha. Bộ em đang mặc là 130, chị Lulu 130, quần giỏ váy, chị quần giỏ váy lỡ. Em có size 6 đó, có size của chị đó, size 7 mấy, 77, 76, 77kg. Rồi lên giúp giùm em họa tiết lạ. Còn cái này là mã lạ giúp em. Mã lạ họa tiết nó khác, đẹp quá cả nhà ơi. Lên giúp em họa tiết lạ nha. Em đang mặc là họa tiết lạ, còn mã này là mã lạ giúp em. Rồi cả nhà em hết áo khoác nha. Rất là đẹp luôn. Mặc ôm vô cái eo nhỏ xíu luôn. Rồi em offline ở đây nha cả nhà ơi. Đơn này các bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị luôn nha. Rồi em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em chào cả nhà ạ.